Thu Quỳnh xin kính chào tất cả quý khán thính giả đang cùng nhau theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Thu Quỳnh rất hân hạnh khi được gặp lại tất cả quý vị trong chuyên mục phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và trong chuyên mục phát sóng kỳ này, Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị một bộ truyện mới được viết bởi tác giả Kha Nguyên. Bộ truyện với tựa đề Nhà chồng lắm tiền. Và ngay bây giờ Thu Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyện này. Xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn. Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Giờ nghỉ giải lao, Thi Hàm ngồi uống cà phê với hai cô bạn đồng nghiệp cùng công ty. Chủ đề con gái nói chuyện vòng vèo tới mấy, cuối cùng vẫn quay về việc xem mắt dành cho gái ế. Thi Hàm tức tối nhìn hai người đồng nghiệp và nói: "Tôi có chỗ nào ế mà hai cậu lại dùng danh nghĩa của tôi đặt lịch hẹn hò trên app người ta vậy?" Đồng nghiệp A che miệng cười khúc khích, không chút lưu tình nói: "Từ trên xuống dưới đều viết một chữ ế to tướng trên người chị." Đồng nghiệp B thì nhẹ nhàng hơn: "Chị Thi Hàm đừng có giận tụi em, app hẹn hò xếp lịch xem mắt đó cũng không phải lừa đảo đâu. Chị xem, trưởng phòng không phải vì tham gia xem mắt, mà theo lịch hẹn đã lấy được chồng ở tuổi 40 sao? Quá đỉnh luôn, đúng không? Tôi mới có 25 thôi, có nơi nào là giống bà cô ế kìa chứ." Câu nói vừa dứt, trưởng phòng như có phép độn thổ xuất hiện ngay bên cạnh ba người. "Thi Hàm, cô nói ai là bà cô ế già hả?" "À, không, không, em đâu có nói ai đâu chứ." Thi Hàm đau khổ rối rít xua tay, thầm mắng chửi hai đồng nghiệp đã hại bạn. Trưởng phòng cười hiếp mắt như hồ ly tinh, nhìn Thi Hàm đầy đe dọa. "Ồ, vậy tức là Thi Hàm của chúng ta sẽ tham gia hẹn hò theo lịch xem mắt trên app, đúng không?" "Ờ, đừng mà, em còn chưa xem thông tin của đối phương, mặt mũi tròn méo ra sao cũng chưa biết kìa." Tiếng khóc giả vờ đau khổ của Thi Hàm nín bặt dưới ánh mắt đe dọa sắc bén của trưởng phòng. "Được rồi, đi thì đi. Em sẽ xem mắt theo cái lịch sắp xếp chết tiệt mà mấy người đăng ký. Chắc chị em sẽ mang về một anh người yêu đẹp trai, giàu có cho mấy người lát mắt." Trưởng phòng và hai đồng nghiệp vỗ tay cổ vũ cô. Trong cùng thành phố, Thành Giang kéo vali đi trên đường về nhà. Anh không muốn bắt xe. Đoạn đường dọc bên bờ hồ, cơn gió mang mát khiến cho anh cảm thấy thư thái. Đi thoại đổ chuông lần hai, do mãi cúi đầu đọc tin nhắn, anh va phải một người đi ngược chiều. Người đối diện không có sự chuẩn bị, nghiêng về phía hồ như sắp ngã. Anh nhanh như chớp chộp lấy cánh tay của đối phương, kéo lại. Xui xẻo là điện thoại trong tay người kia không may văng ra và rơi xuống nước. Tiếng rơi xuống nghe khá lớn, bọt nước bắn lên và điện thoại từ từ chìm xuống dưới. Nhìn điện thoại biến mất không bóng dáng, Thi Hàm run rẩy lắp bắp: Điện thoại của tôi, bao nhiêu tiền bạc và các đối tác khách hàng, trời ơi!" Giang Thành lóng ngóng muốn an ủi người phụ nữ đang bám lấy thanh chắn trên bờ đê. Vẻ nhăn nhó khóc lóc xấu xí của cô làm cho anh không biết dùng lời nào để có thể giảm nhẹ tình huống. Sau một hồi im lặng, anh nhẹ nhàng hỏi: "Chị có sao không?" Thi Hàm phát hỏa với tự chị. Cô thôi nhìn xuống hồ quay ngoắt lại, một tay chống hông, một tay chỉ vào mũi Giang Thành, đành đá mắng: "Nè, anh gọi ai là chị? Ai quen biết họ hàng với anh mà chị với em dám gọi một cô gái trẻ trung xinh đẹp như tôi là chị sao? Anh thật quá đáng. Nhìn mặt mũi sáng sủa, ăn mặc lịch sự, sao có thể nói lời thô lỗ như vậy với một cô gái cơ chứ?" "Không, tôi chỉ lịch sự. Tôi không có nói cô già. Đây không phải là cách xưng hô lịch sự giữa hai người xa lạ sao? Tôi không biết nói như vậy là đụng chạm." Giang Thành bối rối phần bua. Anh không ngờ phản ứng của cô lại lớn tới như thế. Anh không có kinh nghiệm đối phó với phụ nữ chua ngoa. Nghe xong lời nói chân thành của anh, Thi Hàm càng tức giận, lớn tiếng khiển trách: "Tôi đáng sợ như vậy sao? Anh lắp bắp kiểu đó là ý gì? Ám chỉ tôi dữ tợn hả? Anh làm điện thoại tôi rơi xuống sông, anh không định xin lỗi tôi trước sao? Đi đường cứ cắm đầu vào điện thoại. Mắt anh cất ở nhà hay bị mù rồi? Mù thì ở nhà đi, đừng có ra đường gây họa cho người khác.
Anh có biết điện thoại đó quan trọng với tôi thế nào không hả? Bao nhiêu số điện thoại của khách hàng, đối tác bên trong, tôi phải làm sao đây trời ơi? Cuối tháng tới nơi rồi, sao mà tôi xui xẻo như vậy chứ? Tôi xin lỗi. Nếu chỉ câu xin lỗi là xong chuyện, thì cần gì đến cảnh sát? Giang Thành chưa bao giờ nghĩ tới việc anh phải tranh cãi với phụ nữ, nên trực tiếp xin lỗi trước giọng điệu lấn át người của Thi Hàm, cộng thêm tính cách thẳng thắn của bản thân, anh không khách sáo nói thẳng. Nói một câu công bằng, nếu cô không cúi đầu nhìn vào điện thoại của mình, chúng ta sẽ không va chạm vào nhau. Bị phản bác, Thi Hàm quát mắt, giận dữ. Ý anh ám chỉ lỗi là do tôi sao? Bộ một mình tôi nhìn điện thoại chắc, còn anh mở mắt nhìn thẳng mà không đâm vào người tôi phải không? Anh mù hay chột vậy? Thấy đối phương càng ngày càng giống ngọn lửa, Giang Thành xuống giọng thỏa hiệp. Tôi không có ý đó, cả hai chúng ta đều có trách nhiệm vì đi đường mãi xem điện thoại, không phải lỗi của riêng ai. Đừng đổ lỗi cho một mình tôi được không? Giang Thành liếc mắt, nhìn đồng hồ trên tay. Anh còn buổi hẹn với một người bạn, không muốn lãng phí thời gian trên đường. Anh lựa lời trước khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ của cô. Thế này, tôi sẽ gửi lại tiền điện thoại di động cho cô. Giang Thành lấy ra một xấp tiền trong ví, đưa cho Thi Hàm và thành thật hỏi. Chừng này có đủ để cô mua lại một chiếc điện thoại mới chưa? Nhìn xấp tiền đưa ra trước mặt, ngọn lửa trong mắt Thi Hàm cháy hừng hực, đủ sức thiêu chết người đối diện. Cô giật phát xếp tiền, động tác mạnh tới mức hất tay anh đập vào hàng rào sát bên bờ hồ. Giang Thành thoáng thở phào khi cô cầm tiền, xoa xoa mu bàn tay đau điếng. Anh đinh ninh sự việc đã được giải quyết, thì cô vung tay ném tất cả tiền xuống hồ. Màu xanh của tiền bay phấp phới, được gió thổi bay ra xa, nhấp nhô trên mặt nước. Không một tia xót xa số tiền rơi trên nước, Thi Hàm trừng mắt nhìn Giang Thành. Hai tay cô chống hông, mặt hết lên đầy kiêu kỳ. Anh cho rằng tôi thèm muốn tiền của anh chắc. Anh có biết điện thoại rơi xuống hồ của tôi quan trọng như thế nào không? Bên trong là hàng trăm hàng ngàn số liên lạc của các khách hàng. Nó liên quan trực tiếp tới công việc, lương thưởng hàng tháng của tôi. Anh đền lại danh bạ trong điện thoại cho tôi ngay đi. Tôi cái gì mà tôi? Anh tưởng chỉ mà anh có tiền chắc. Nói xong, Thi Hàm lấy trong ví ra một xấp tiền lẻ loại 10.000 đồng. Cô hùng hổ xông tới phía trước hai bước, ném thẳng vào người Giang Thành. Anh hãy dùng số tiền này thay não mới cho bản thân giống con người hơn đi. Đồ tự phụ đáng ghét. Nhìn người phụ nữ tức giận quay người ngúng ngoậy bỏ đi, liếc nhìn tiền lẻ rơi lả tả trên mặt đường, Giang Thành lắc đầu ngao ngán. Trên đời này sao có một cô gái ghê gớm như vậy chứ? Mặc dù cô ấy đã hiểu sai ý mình, thì cũng không nên thiếu lễ phép như vậy. Mình mới ra nước ngoài có 3 năm, mà đất nước đã đổi thay, con người trở nên đáng sợ đến vậy ư? Quan trọng là... Giang Thành chắc lưỡi. Số tiền này sao đủ mà mở hộp sọ ra để thay não chứ? Không tìm được câu trả lời, Giang Thành đành bỏ qua, đến gặp người bạn dùng bữa tối như lịch hẹn. Sau khi ăn, người bạn đó đưa cho anh một tấm danh thiếp. Đây là người đẹp mà tôi đã giúp anh tìm. Cô ấy là nhân viên của một sàn giao dịch bất động sản, tính cách thân thiện gần gũi, quan trọng là 25 tuổi. Đúng tuổi phù hợp với anh. Đây là lý do cậu hẹn tôi ăn tối sao? Giang Thành chần chừ cầm tấm danh thiếp. Cậu muốn làm mối cho tôi một buổi xem mắt, sao lại là hẹn hò trên mạng? Chuyện này là sao? Trước ánh mắt nghi ngờ của Giang Thành, người bạn gái gãi đầu, cười lấp liếm. Theo như đánh cược, anh bị thua và phải mang bạn gái đến ra mắt với anh em. Tôi chỉ là muốn giúp anh thôi, đừng có sụ mặt được không? Giang Thành à, anh cũng không còn trẻ, anh không thể suốt ngày chìm đắm trong công việc như vậy đâu. Đã 33 tuổi, nghiện công việc không tốt cho sức khỏe đâu, lại còn bất hiếu với chú thím ở nhà. Lại thất hứa với anh em, anh thử thay đổi đi. Theo hồ sơ đăng ký, cô gái này không tệ, đi xem mắt, không mất lạng thịt nào đâu. Đâu phải cứ xem mắt là yêu rồi cưới chứ, coi như đổi không khí được không? Người bạn không ngừng thuyết phục, nụ cười trên môi thì cực kỳ gian xảo. Trong một chầu rượu với bạn bè ở nước ngoài, Giang Thành cá độ thua và phải làm theo yêu cầu của anh em, mang bạn gái tới ra mắt. Người bạn này là kẻ nhiệt tình liên tiếp giới thiệu các cô gái trẻ cho anh. Anh biết mọi người chỉ tò mò cô gái nào có thể ở bên anh quá một tháng. Dù sao cái danh tiếng nghiện công việc cũng không phải là danh hảo tự nhiên có. Không để Giang Thành từ chối, người bạn đã chặn đầu trước.
Tôi đã hẹn đối phương. Anh từ chối là không nể mặt tôi. Được rồi tôi đi. Giang Thành nhăn mày gật đầu. Mặc dù bị trưởng phòng uy hiếp và đồng nghiệp gài bẫy, Thi Hàm vẫn lặng lẽ chuẩn bị cho buổi ra mắt. Dù sao cô cũng là phụ nữ, sở thích làm đẹp và ăn diện cũng không hề kém cạnh ai cả. Trước buổi xem mắt, cô còn cố tình đi mua một chiếc váy màu đen, kiểu dáng sang trọng, thanh lịch. Tính cô hào sảng, thích nổi bật, trang phục yêu thích luôn là màu đỏ cá tính. Hôm nay tự dưng cô muốn tự thay đổi bản thân, từ một cô nàng quyến rũ trở thành tiểu thư huyền bí. Ngắm bản thân xinh đẹp trong gương, Thi Hàm cười hài lòng. Cô khóa cửa và rời khỏi nhà, đi tới điểm hẹn. Trong khi đó, theo lời khuyên của mọi người, Giang Thành trực tiếp đến cửa hàng hoa. Vừa bước qua cửa, anh bị hương hoa thơm hung làm cho hắt xì mấy cái. Nhìn các loài hoa đủ màu sắc, anh rơi vào trạng thái bối rối tay chân. Hình như anh đã đi sai chỗ. Nhân viên bán hoa tươi cười chào anh. Chào anh, tôi có thể giúp gì được cho anh? Có phải anh muốn mua hoa tặng cho bạn gái không? Giang Thành sững người vài giây, lập tức phủ nhận. Không phải bạn gái. Đó là dành cho người lớn tuổi à? Cũng không phải, là một người bạn đơn thuần thôi. Là phụ nữ hay là đàn ông à? Phụ nữ. Chắc chắn rồi, người bạn sẽ không thể nào giới thiệu đàn ông cho anh. Khoảng bao nhiêu tuổi vậy ạ? Cái này quan trọng sao? Chọn hoa thì liên quan gì tới tuổi tác? Dạ thưa anh, mỗi độ tuổi khác nhau sẽ phù hợp với từng loại hoa khác nhau. Nhân viên đáp. Vậy 25 tuổi đi. Giang Thành dừng 2 giây, lập tức bổ sung. Chọn hoa dùng cho lần gặp đầu tiên là được. Dạ, anh có thể thử hoa hướng dương, thể hiện sự tôn trọng và chân thành. Giang Thành không hiểu ý nghĩa của các loại hoa. Anh hài lòng khi nghe hai chữ tôn trọng. Nhìn nụ cười thân thiện của nhân viên bán hàng, anh gật đầu nhanh chóng theo đề nghị. Được rồi, cô chọn và gói lại giúp tôi. Cảm ơn. Cầm bó hoa màu vàng rực rỡ, lấp lánh nước trên cánh hoa, anh bước đến nhà hàng đã hẹn trước. Theo hướng dẫn của nhân viên phục vụ, Giang Thành thấy bóng lưng một cô gái mặc chiếc váy đen, tóc búi cao, nhìn khá đoan trang. Anh vội sải bước về phía cô ấy. Lần đầu gặp mặt mà đến muộn hơn phái nữ, thật là bất lịch sự. Xin chào cô Thi Hàm, tôi là... Trước khi Giang Thành tự giới thiệu xong, anh nhìn thấy khuôn mặt cô gái, đầu anh đã ông lên choáng váng, lòng thầm than. Thành phố này thật nhỏ quá. Đối phương không kém bất ngờ, tròn mắt ngạc nhiên. Sao lại là anh? Thi Hàm vội vàng cúi đầu nhìn thông tin người xem mắt, rồi hốt hoảng la lên. Anh là Giang Thành? Cô là Thi Hàm sao? Thi Hàm nghĩ đến cuộc đụng độ ngày hôm qua, cùng với danh sách khách hàng bị mất. Cả ngày chạy đôn chạy đáo để kiếm lại thông tin khách hàng. Tâm trạng hồi hộp, hẹn hò xem mắt biến mất ngay lập tức. Cô đứng dậy cầm túi sách, kiêu kỳ nói. Nếu tôi biết người hẹn hò là anh, có bị cấp trên chèn ép tôi cũng không đồng ý tới buổi hẹn này đâu. Tạm biệt, đừng gặp lại. Nhận ra ý đồ của cô, Giang Thành nóng máu chắn ngang trước mặt. Dù sao thì tôi cũng đã đến, chúng ta nên cho người giới thiệu mặt mũi, đúng không? Anh nói xong cũng tự giật mình trước phản ứng của bản thân. Thi Hàm miễn cưỡng ngồi trở lại xuống ghế, mạnh tay đặt túi sách lên bàn, giọng cô hối thúc. Anh cứ nói những gì muốn nói đi, dù sao chúng ta nhất định cũng không có kết quả. Đừng có phí thời gian ở đây. Tại sao cô lại khẳng định là chúng ta sẽ không có kết quả? Mọi chuyện đều không đoán trước được tương lai. Ý anh là chúng ta hợp nhau sẽ thành đôi sao? Giang Thành nghẹn luôn, câu hỏi này thật sự khó trả lời quá. Thi Hàm nói mà không cần suy nghĩ, nghe kiều ngạo hống hách. Khẩu vị của tôi không tệ tới mức thích một người đàn ông đầu uống nước đâu. Loại người dùng tiền coi thường người khác, làm sai cũng không biết xin lỗi. Tôi cũng không thích loại phụ nữ đành đá. Giang Thành đáp trả không khoan nhượng, anh cảm thấy đau đầu. Tại sao bạn anh lại giới thiệu một người miệng lưỡi ghê gớm như thế? Nghĩ anh ế quá nên dễ dàng ăn bậy đấy sao? Anh nói ai đành đá? Dựa vào đâu mà dám đánh giá tôi như vậy? Thi Hàm đập tay xuống bàn khiến phục vụ cầm thực đơn đi tới giật bắn người, lưỡng lự nên tiến tới hay là quay trở lại bàn. Đôi mắt sắc sảo của cô quá quắt. Nhất quyết đòi được giải đáp. Giang Thành nhíu mày đáp. Tôi chỉ nói thật về cảm giác của tôi thôi.
Thi Hàm không chấp nhận câu trả lời qua loa, giọng cô lớn hơn. Anh không biết gì về tôi, tại sao dám có cảm giác sai lệch sự thật như thế? Tôi làm cùng phòng với ba đồng nghiệp nữ với tính cách vô cùng đanh đá, vậy nên tôi biết đanh đá là như thế nào. Tôi làm sao đạt được đẳng cấp đanh đá chứ? Anh dám nói tôi có dính dáng tới hai chữ đanh đá là quá võ đoán, anh thực sự quá đáng. Giang Thành không ngờ cô sẽ xúc động lớn trước lời nhận xét thật lòng của anh. Anh nghĩ bản thân mình nói không sai. Cô gái trước mặt đã vượt quá mức đanh đá, đạt tới ngưỡng ngang ngược không có đạo lý. Nhưng nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì giận của cô, nghĩ đến đây là buổi xem mắt, dù sao cô cũng là phụ nữ, anh là đàn ông mà làm cô nổi giận như thế, thật không có phong độ chút nào. Sau vài giây bối rối và ấy nấy, anh cắn răng đề xuất. Nếu tôi chưa hiểu rõ về cô nên cho tôi cơ hội được tìm hiểu con người cô không chút liên quan tới hai chữ đanh đá, có được không? Hai chữ cuối cùng của anh nhẹ nhàng. Tôi là... Thi Hàm vừa muốn giới thiệu bản thân, nhưng đầu óc nhanh chóng tỉnh táo, cô lập tức nhận ra bẫy rập Giang Thành sắp đặt để cô tự nguyện nói về bản thân. Thi Hàm không dễ mắc bẫy. Thi Hàm hừ lạnh, cầm túi sách đứng phắt dậy. Muốn nghĩ gì về tôi cũng được, chúng ta không quen. Bó hoa hướng dương màu vàng được đưa ra trước mặt cô, kèm theo là một giọng nói để lấy lòng. Đừng giận dỗi nữa được không? Dù sao cũng đã đến đây, cùng dùng một bữa cơm với nhau đi. À ha, anh làm cái quái gì đây? Vứt đi. Thi Hàm hoảng loạn hất bó hoa hướng dương, tay vùng vẫy loạn xạ, kéo khăn trải bàn và đồ vật ở trên bàn rơi loãng xoảng. Bó hoa ném trúng mặt nhân viên phục vụ đang đi tới. Giang Thành nổi giận trước hành vi ghét bỏ của cô, anh chộp lấy hai tay cô quát lớn. Cô phát điên cái gì? Cô ghét tôi thì cũng không nên làm loạn ở nơi công cộng như thế. Bó hoa có tội gì? Tiếng quát ngưng bặt khi anh nhìn rõ khuôn mặt cô. Trên làn da trắng xuất hiện vết đỏ, lan từ trán chạy xuống cằm, phủ kín cổ và xương quai xanh. Đôi mắt sắc sảo xinh đẹp ngập tràn nước, chiếc mũi thanh tú đỏ ửng như vừa trải qua một trận giày vò. Buông tôi ra, đáng ghét. Giang Thành vội vàng buông tay, nhìn cô che miệng ho khan. Cô ôm ngực khó thở, cơ thể cúi xuống với nước mắt lương trọng. Cô bị dị ứng với phấn hoa hướng dương đúng chứ? Đáp lại câu hỏi là cái tát vang dội cùng với giọng nói ướt sũng của Thi Hàm. Đều là chuyện tốt của anh, nhanh đưa tôi đến bệnh viện đi. Dứt lời, cô ôm ngực ho khan từng trạng, tiếng ho càng ngày càng nặng nề kết hợp với mái tóc xõa tung, nhìn cô thật đáng thương. Giang Thành khựng người đúng 2 giây, cúi người bế ngang cô chạy ra xe. Thi Hàm bị triệu chứng dị ứng phấn hoa hành hạ tới mức không nhận ra hành vi bồng bế của anh. Sau khi đến bệnh viện, bác sĩ chỉ định phải tiêm bởi triệu chứng quá nặng. Thi Hàm như con mèo mắc mưa, ngồi ủ dột trên ghế. Cơ thể cô mệt mỏi, chẳng có sức để lườm nguýt hay chửi bới người đàn ông vẫn đứng trông chừng bên cạnh. Đến khi mũi tiêm cắm vào bắp tay, cô mới òa khóc lên. Giang Thành sửng sốt, nhìn cô òa khóc vì sợ tiêm. Bộ dạng yếu ớt lúc này của cô trái ngược với vẻ đanh đá trong nhà hàng. Anh Giang Thành đưa ra lời đề nghị sau khi bác sĩ cho phép về nhà. Bây giờ muộn rồi, để tôi đưa cô về nhé. Thi Hàm nhìn giờ trên điện thoại, đã gần 11 giờ đêm, cô nín môi không nói, đi theo sau Giang Thành. Hiện tại cô cảm thấy rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà ngủ một giấc. Các vết ban đỏ trên mặt ngày mai mới có thể hết. Cô thấy may mắn vì ngày mai là cuối tuần không cần đi làm. Trưởng phòng và đồng nghiệp nếu thấy vết ban đỏ xấu xí trên mặt, đảm bảo sẽ cười lăn lộn. Giang Thành hỏi địa chỉ nhà cô, sau đó khởi động xe. Hai người im lặng suốt đoạn đường đi. Xe bất ngờ dừng lại trước một nhà hàng. Thi Hàm hờ hững nhìn ra ngoài cửa, khó chịu nói. Đừng nói là anh muốn hoàn thành bữa cơm xem mắt ngu ngốc kia nha. Tôi không có tâm trạng ăn uống gì cả. Giang Thành trầm mặc không trả lời. Một nhân viên từ bên trong nhà hàng đi ra, giao cho anh hai cặp lồng lớn. Xe tiếp tục lăn bánh, đến khu chung cư nhà cô thì dừng. Cô mở cửa xe đi xuống, quay người rời đi, không thèm nói bất cứ lời nào. Anh vội vàng xuống xe chắn trước mặt cô. Đây là cháo cá hồi và vài món ăn nhẹ dành cho người bị dị ứng phấn hoa. Thi Hàm giật mình nhìn chằm chằm vào hai cặp lồng giữ ấm lớn trong tay anh. Tôi đã hỏi bác sĩ những thức ăn có thể giảm bớt triệu chứng dị ứng.
Cô yên tâm ăn đi, không cần sợ tôi bỏ thuốc đâu. Anh đặt đồ ăn từ lúc nào? Trong khi đợi bác sĩ tiêm. Cô nhíu mày nhớ lại toàn bộ quá trình trước và sau tiêm. Giang Thành luôn kề cạnh bên cô. Anh có thể dùng điện thoại vào lúc nào vậy? Giang Thành tiếp tục nói khi thấy cô im lặng. Anh cúi đầu chân thành nhận lỗi. Tôi xin lỗi cô vì sự cố tối hôm nay. Tôi không biết cô bị dị ứng phấn hoa. Tôi chỉ bị dị ứng với lại phấn hoa hướng dương thôi. Cô đột nhiên đính chính thông tin. Nói xong liền hối hận. Tại sao cô lại phải giải thích với anh ta chứ? Sự trùng hợp này cũng đã quá ly kỳ. Giang Thành nhất thời không nói được lời nào. Được rồi, chuyện hôm nay cũng không phải lỗi của một mình anh. Bó hoa rất đẹp nhưng không thích hợp với tôi. Chứng tỏ chúng ta không có duyên. Tốt nhất là đừng bao giờ gặp lại nữa. Thi Hàm giật cặp lồng trên tay anh, lách người đi vào trong cổng khu chung cư. Giang Thành nhìn theo đến khi cô biến mất trong hành lang. Anh đứng rất lâu trước khi rời đi, đã buộc miệng nói. Thành phố này vốn nhỏ hơn cô tưởng đấy, cô gái à. Lời tiên đoán của Giang Thành ứng nghiệm sau một tuần. Giang Thành không gặp lại Thi Hàm, nhưng dưới lịch trình của công việc, anh bắt buộc phải tham gia buổi picnic từ thiện ở ngoài trời. Thi Hàm cùng với hai đồng nghiệp trong công ty cũng có mặt ở buổi picnic từ thiện. Cô phát hiện ra sự có mặt của Giang Thành, liền cảm thấy khó chịu. Buổi từ thiện hôm nay ngoài việc bán đấu giá các vật phẩm, số tiền thu được sẽ quyên góp cho một trại trẻ mồ côi trong thành phố. Công ty cô phụ trách một dự án khu đất mở rộng của trại trẻ mồ côi, nên toàn bộ nhân viên trong công ty bị sếp yêu cầu phải tham gia. Cô coi Giang Thành như không khí, cắn răng mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Dù sao nhìn anh ăn mặc sang trọng, bên cạnh có trợ lý xinh đẹp hộ tống, là đủ hiểu thân phận của anh khác một trời một vực so với cô. Tại sao một viện trưởng của bệnh viện lớn lại tham gia hẹn hò xếp lịch ra mắt trên mạng? Điều này không chỉ ám chỉ Giang Thành có vấn đề nên mới thiếu thốn đến mức phải lên mạng tìm đối tượng hay sao? Thi Hàm và Giang Thành đều không có ý định tiếp xúc với nhau trong buổi từ thiện. Vậy mà loay hoay thế nào, cả hai người lại cùng mang thịt đến một nơi. Vào lúc này Thi Hàm đang tổng sỉ vả, hai đồng nghiệp trong lòng 100 lần. Dám bỏ mặt cô chạy đi lân la, làm quen với lại mấy vị giám đốc, trưởng phòng nào đó. Cô không mở miệng nói chuyện với Giang Thành, tự bận rộn nướng thịt trong bầu không khí rất ngượng ngạo. Cô càng ứa gan vì Giang Thành điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Liên tục nướng thịt và xếp gọn từng xiên thịt nướng thơm phức trên cây. Hại cô sau khi tự nướng cháy hai xiên, đã lén lút ăn đồ do anh nướng. Ăn no trướng hết bụng, không thể ăn thêm được nữa. Thi Hàm thỏa mãn đứng dậy để tìm nước uống, nhưng do cô ngồi xổm quá lâu khiến hai chân tê dại, cơ thể cô không tự chủ đã ngã về phía sau. Cùng với tiếng hét, Thi Hàm ngã xuống một vật rất mềm, mông không hề đau như tưởng tượng. Cô nghi hoặc cúi xuống, há hốc miệng sốc nặng. Thấy cô ngồi bất động, Giang Thành khó xử mở miệng ra. Cô mau đứng dậy, eo tôi sắp bị đè nát rồi nè. Thi Hàm vội vàng leo xuống người Giang Thành. Cô nghiến răng kèn két khi bị chê béo. Muốn đánh người nhưng cô không thể vô ơn trước người sẵn lòng làm đệm lưng giúp cô khỏi bị ngã đâu. Cô lúng túng đáp. Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Chính Giang Thành cũng không ngờ mình phản ứng nhanh theo bản năng như thế. Anh đưa tay muốn ôm lấy cô, nhưng động tác quá chậm, làm cho cả hai ngã chồng lên nhau. Anh xoa eo, thật lòng góp ý với cô. Không sao đâu, nhưng cô nên giảm cân đi. May mắn là xương tôi cứng cáp, chứ nếu như người khác là gãy xương, đi viện cấp cứu rồi đấy. Thi Hàm nhìn động tác xoa eo của anh, đỏ mặt, rít qua kẽ răng. Cảm ơn anh giúp tôi, không bị đau, nhưng anh có thể ăn nói lịch sự hơn được không? Với ai anh cũng đáng ghét như vậy sao? Giang Thành nhìn lướt qua trang phục gọn gàng, dễ hoạt động của cô, giọng nói thuyết phục. Có thể do trang phục hôm nay không nữ tính như hôm trước, nên nhìn cô không được thon gọn cho lắm. Là do tôi không biết cách nhìn, Thành thật xin lỗi cô. Rõ ràng anh đang lừa lời nói dễ nghe theo ý cô, nhưng cách nói chuyện lại không khéo léo, bao nhiêu ý tốt cũng bị gió cuốn bay xa. Thi Hàm dậm chân tức tối, quay người rời đi. Cô bị một đồng nghiệp túm lấy, lôi vào bên cạnh gốc cây cổ thụ để tra hỏi. Thú thật đi chị Hàm, anh chàng đẹp trai vừa rồi nói chuyện với chị là ai? Hai người có quan hệ gì mà ôm ấp giữa ban ngày ban mặt như vậy? Thi Hàm như bị chọc đúng chỗ ngứa, cô tức giận véo cô bạn đồng nghiệp, oán trách. Cậu có phải do mọi người đăng ký hẹn hò xem mắt cho tôi hay sao?
anh ta chính là đối tượng xem mắt thất bại đó. Thất bại mà anh ta đến nướng thịt cho chị ăn. Chị đang nói dối đúng không? Có trai đẹp theo đuổi mà giấu chị em là không ổn đâu đó. Thi Hàm nổi cáu, phủi sạch quan hệ với Giang Thành. Đừng có gán ghép lung tung. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh ta. Cuộc nói chuyện giữa cô và đồng nghiệp tình cờ bị phóng viên trà trộn trong buổi từ thiện nghe thấy. Giang Thành là viện trưởng trẻ tuổi của bệnh viện trung tâm thành phố, là người đàn ông độc thân, hoàng kim, trong mắt rất nhiều cô gái. Nay rồi lên tin đồn anh có tình cảm dây dưa với một nhân viên văn phòng tầm thường, là chủ đề nóng hổi do nhiều tờ báo lá cải. Ngay ngày hôm sau, các bài báo đưa tin đồn Giang Thành theo đuổi một cô gái bình dân nhưng bị từ chối. Thi Hàm hoàn toàn không biết chuyện này vì công việc trong ngày của cô đột nhiên tăng lên đáng kể. Cô cắm đầu làm việc, không có thời gian lên mạng hóng hớt drama. Lần lượt các nhân viên công ty bất động sản lục đục tan làm. Giang Thành căng mắt quét nhìn khắp nơi, thoáng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền xuống xe, lao thẳng đến trước mặt Thi Hàm. Nhìn thấy Giang Thành đột nhiên xuất hiện, Thi Hàm sửng sốt, cô liếc nhìn các đồng nghiệp đang tò mò xung quanh. Cô cảnh giác hỏi, anh đang làm gì trước công ty tôi? Tôi có chuyện muốn hỏi cô. Giang Thành bực bội trước ánh mắt đề phòng của cô, cứ như việc anh xuất hiện bên cạnh cô sẽ khiến cô xấu hổ. Anh kéo cô lên xe, mặc kệ cô giãy giụa phản kháng cũng không đưa tay. Anh đẩy cô vào bên ghế phụ, thật thô lỗ, rồi vòng sang bên kia, ngồi vào ghế lái. Nhìn bản mặt đáng ghét của Giang Thành, cô tức giận hỏi, anh muốn làm gì hả? Anh có biết hành vi này đủ tính pháp lý để kiện anh tội bắt cóc không? Xin lỗi, tôi không học luật pháp nên không biết. Tôi chỉ muốn nói chuyện, không hứng thú việc bắt cóc cô. Bớt ảo tưởng về bản thân đi. Giang Thành không chút khiêm tốn trả lời. Thi Hàm nghẹn họng trố mắt nhìn anh trần trối. Chưa kịp mắng người thì giọng nói lãnh đạm của anh đã cắt ngang. Cô đã nói gì với đồng nghiệp của cô? Cô không muốn liên hệ với tôi là có ý gì? Ý cô giống như tôi đang theo đuổi cô như vậy. Thi Hàm nghe không hiểu lời Giang Thành đang nói. Cô ngơ ngác hỏi, anh uống lộn thuốc sao? Tự dưng tìm tới công ty tôi rồi anh nói linh tinh cái gì thế? Vẻ mặt chân thành của cô làm cho Giang Thành nhíu mày không tin. Anh nói về vụ tin đồn trên các trang báo. Cô trợn tròn mắt nghe anh nói, rồi vội vàng rút điện thoại ra đọc tin tức. Sau một hồi lướt khắp diễn đàn, cô đã hiểu chuyện gì xảy ra giữa hai người. Thi Hàm thành thật kể, anh còn nhớ buổi từ thiện picnic không? Hôm đó tôi nói chuyện với đồng nghiệp, cô ấy hiểu nhầm anh theo đuổi tôi, nên tôi mới bảo đừng gán ghép lung tung. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ gì với anh ta. Tôi cũng không rõ tại sao phóng viên lại xuyên tạc lời tôi như thế. Lông mày Giang Thành câu có khó chịu. Anh nhìn cô như tính toán, nên tin tưởng việc này bao nhiêu phần trăm. Anh khẳng định, tôi không theo đuổi cô. Cô rõ ràng biết Giang Thành không theo đuổi cô, nhưng bị một cả đàn ông đáng ghét thẳng mặt phủ nhận như thế, cô không kìm được lửa giận. Anh không muốn theo đuổi tôi? Không muốn thì tại sao anh phải đến tận đây tìm tôi? Với vị trí của anh, chỉ cần đứng ra phủ nhận tin đồn, phủ nhận không có mối quan hệ với tôi là được. Sao phải làm mọi chuyện phức tạp rườm ra lên vậy? Nhỡ có phóng viên nào đó đi theo anh rồi viết bài với chủ đề anh và tôi lén lút gặp nhau sau giờ làm thì làm sao đây? Giang Thành không cãi nổi, đột nhiên tìm tới cô, chính anh cũng bất ngờ. Anh chỉ biết khi đầu óc tỉnh táo đã lái xe đến dưới công ty cô. Bộ não xoay chuyển, Giang Thành phản bác lại bằng lời đe dọa khi quá lúng túng. Cô còn nói nhảm, coi chừng tôi thực sự theo đuổi cô đấy. Lời đe dọa của anh giống như trò đùa với Thi Hàm, cô kênh kiệu nói. Anh nghĩ tôi sẽ sợ hãi sao? Dám thách đấu, tôi chiến đến cùng, tôi tự tin sẽ không để anh theo đuổi thành công. Cô biểu môi xem thường, trừng mắt nhìn anh, đẩy mạnh cửa xe rồi bỏ đi, không thèm quan tâm vẻ mặt Giang Thành. Hừ mũi, Giang Thành đấm mạnh vào vô lăng đầy khó chịu. Dám thách thức tôi, đừng để đến lúc chết mê tôi rồi lại đeo bám không ta. Câu này trái ngược với tính cách của Giang Thành. Nhưng do quá nóng nảy, anh đã thốt ra những lời trong vô thức. Người ta nói, oan gia ngõ hẹp, có duyên ác sẽ gặp. Đây là câu nói đúng với Thi Hàm và Giang Thành. Hai ngày sau lần gặp cuối ấy, Thi Hàm đi gặp một khách hàng ở quán bar và lại đụng mặt Giang Thành. Việc này đều xuất phát từ việc khách hàng có sở thích uống rượu và nghe nhạc trong khi bàn công việc. Cô vì muốn lấy hợp đồng
nên đều chiều sở thích của gã. Trong quán bar ồn ào, Thi Hàm cầm hết ly này đến ly rượu khác, rót vào miệng. Cô không nhớ bản thân đã uống bao nhiêu. Chữ Phòng Minh, anh nói chuyện hài hước thật đó. Thi Hàm cầm ly rượu trước mặt, theo đà đưa đẩy của người bên cạnh, muốn uống cạn, nhưng uống được nửa ly, liền sặc và ho dữ dội. Sao cô bất cẩn như thế? Trưởng Phòng Minh nhân cơ hội ngồi sát vào người Thi Hàm, vươn tay vỗ vỗ lưng cô. Giây tiếp theo, hai bàn tay liền không yên phận. Trưởng Phòng Minh cười dâm dê, choàng tay ôm lấy vai cô, cúi đầu đến gần, miệng nồng nặc mùi rượu như muốn ngạt thở Thi Hàm. Gã định đưa tay chạm vào phần đùi mịn màng và cổ tay đột nhiên bị giữ chặt. Cổ tay gã bị bóp nghiến đau nhói, khiến gã gào lên như lợn bị chọc tiết. Đau quá, thằng khốn nào dám động vào người tao. Tiếng hét của Trưởng Phòng Minh làm cho mọi người xung quanh nhìn sang một cách hiếu kỳ. Giang Thành vẻ mặt âm u, ánh mắt như muốn giết người. Tay âm thầm ra lực làm Trưởng Phòng Minh đau đớn tới mức mặt nhăn nhúm giống như quả táo tổ. Ông định chạm vào đâu? Muốn ngày mai còn dùng được bàn tay bẩn thỉu này không? Nửa đứng nửa ngồi, Trưởng Phòng Minh với thân hình toàn mỡ, run như cầy sấy, lắp bắp mắng chửi. Anh biết tôi là ai không? Dám động đến tôi thì sẽ không sống yên nổi ở thành phố này đâu. Giang Thành hất mạnh tay, rồi nhanh như chớp đấm thẳng vào bộ mặt phúng phính thịt của Trưởng Phòng Minh. Tôi cảnh cáo ông, lần sau còn dám giở trò với cô ấy, tôi sẽ lóc hết thịt trên mặt ông ra. Trừng mắt cảnh cáo, anh kéo Thi Hàm đi ra cửa quán bar. Giang Thành đi uống vài ly với bạn, anh tình cờ thấy Thi Hàm đang say xỉn bên một lão già béo ụt ịt xấu xí. Anh nổi cáu khi nhận ra lão già đang muốn sờ soạng cô. Thi Hàm miễn cưỡng bị Giang Thành kéo đi. Cô cố gắng gạt tay anh nhiều lần trên đường đi, nhưng lực nắm tay quá chặt khiến cô không thể thoát ra. Cô bất mãn chửi rủa: anh là ai? Tại sao can thiệp vào chuyện của tôi? Buông tôi ra, tôi phải tiếp chuyện với Trưởng Phòng Minh. Vừa nói cô vừa đánh lên ngực anh. Giang Thành không ngờ Thi Hàm uống say vẫn còn sức để vùng vẫy. Cô càng dãy dụa khi không thể thoát ra khỏi tay anh, động tác ngày càng phiền nhiễu. Người xung quanh háo hức nhìn theo càng làm cho anh bực bội. Mất kiên nhẫn vì cô thiếu hợp tác, Giang Thành đột nhiên đứng lại. Anh kéo bàn tay đang nắm lấy cổ áo anh, rồi nghiêng người vác cô lên vai, bước đi thật nhanh. Thi Hàm chậm rãi, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cô đã thấy trời đất chao đảo xoay chuyển. Tầm nhìn quay ngược xuống đất, nửa thân trên cô lắc lư, sốc nảy, đập vào lưng người đang vác cô. Hành vi vác cô như bao gạo, thật thô lỗ, máu chảy hết về não làm cô hoa mắt, đầu cô ong khó chịu, cố la hét. Cứu, bắt cô gái nhà lành, cứu, gọi cảnh sát. Tiếng kêu cứu làm những người xung quanh tò mò, nhìn Giang Thành. Anh đen mặt lúng túng giải thích. Đừng hiểu nhầm, đây là bạn gái tôi. Cô ấy uống nhiều quá, say rồi. Thi Hàm vừa bị rượu chi phối, mặt đỏ phừng vì máu chảy ngược xuống đầu. Thần kinh cô không còn minh mẫn, hai cánh tay theo phản xạ vùng vẫy yếu ớt. Bộ dạng say mềm của cô vừa khớp với lời giải thích. Giang Thành vỗ mạnh lên mông cô, bước chân nhanh hơn. Anh sợ có người nghi ngờ báo cảnh sát thì rất phiền phức. Trong ánh mắt sỏi mói của mọi người, anh thầm mắng Thi Hàm đủ 300 lần trong lòng. Nhét cô ngồi vào trong ghế thắt dây an toàn, không ngờ Thi Hàm nôn ngay khi xe khởi động. Sàn và bề điều khiển xe phun đầy nước màu vàng hôi thối, nước nôn nhỏ tông tổng xuống sàn xe như thách thức tính kiên nhẫn của Giang Thành. Anh hối hận vì đã quan tâm tới cô. Anh không nên đánh người xa lạ, không nên cứu cô khỏi con yêu râu xanh, không nên cho cô ngồi vào trong xe. Trong khách sạn đêm hôm đó, Giang Thành gần như thức cả đêm vì anh không biết địa chỉ chính xác của nhà cô, chỉ có thể mang đến khách sạn. Thi Hàm không chỉ nôn trong xe mà còn nôn khắp nơi trong khách sạn. Giang Thành thu dọn mất 2 tiếng, xong việc, anh mệt tới mức ngồi phịch trên ghế sofa. Cứ tưởng Thi Hàm sau khi nôn sẽ ngoan ngoãn ngủ, nhưng chưa được bao lâu, cô đã lơ ngơ xuống giường, ngã nghiêng lướt qua trước mặt Giang Thành như bóng ma. Cô đi 2 vòng quanh phòng khách sạn, đột ngột nhảy lên đùi anh, hai chân quắp chặt vào cơ thể anh. Giang Thành ngã ngửa ra thành ghế sofa. Anh chưa kịp hiểu hành vi của cô thì đã nghe thấy tiếng lầu bầu của Thi Hàm. Tại sao lại không thích tôi? Tại sao tôi không tìm được người chịu yêu tôi?
Tôi tệ vậy sao? Lời than khiến động tác đẩy người của cô khựng lại. Anh lóng ngóng không biết phản ứng như thế nào. Tôi không thích yêu đương hẹn hò. Cũng chẳng gặp được ai xứng đáng với tôi. Nên quyết định không cần yêu đương với con người. Anh thấy tôi quyết định chuẩn xác không? Giang Thành bị con ma men ôm ấp. Quanh mũi đều là mùi rượu và mùi nôn ói. Anh thở dài dỗ dành vỗ lưng cô. Đúng, tốt, rất chuẩn, quá chính xác, vô cùng tuyệt vời. Tôi tin không có con người nào xứng đáng với cô. Vậy nên, đừng có siết chặt cổ tôi nữa, nghẹt thở tôi chết mất. Lăn lộn qua lại là một đêm. Giang Thành dỗ được cô lên giường đi ngủ, còn anh gần đến sáng mới mệt mỏi thiếp đi. Không chợp mắt được nổi 30 phút, tiếng hét thảm thiết đã xuyên vào tai anh. Thi Hàm bị một giấc mơ đáng sợ dọa cho tỉnh giấc. Trong mơ, cô thấy mình buồn tẻ, nhưng không tìm được nhà vệ sinh. Cô nhìn mãi, cuối cùng cũng không nhìn được, mà tỉnh cả ngủ, chạy vội vào trong nhà vệ sinh để giải quyết nhu cầu. Sau khi nhà bụng, cô mới có tâm trí quan sát. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, cô đoán là trong khách sạn. Cô không nhớ mình đến đây bằng cách nào. Nói chỉ tới việc thay đổi quần áo trên người. Khách sạn? Sao mình lại mò tới khách sạn chứ? Như nhớ ra cái gì đó, cô cúi đầu nhìn trang phục trên người mình. Tuy không trần truồng, nhưng trên người cô lại mặc áo choàng tắm chuyên dụng của khách sạn. Cô hét toáng lên vì sợ hãi. Ai? Ai đã cởi quần áo mình ra? Giang Thành kiệt sức và buồn ngủ. Thậm chí sau tiếng hét điếc tai, anh kéo chiếc gối che lên đầu, tự thôi miên ngủ tiếp. Không yên tĩnh được bao lâu, Thi Hàm hùng hổ ra khỏi phòng ngủ. Nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ trên ghế sofa, mọi suy đoán bùng lên trong đầu cô. Cô không kìm được lửa giận. Chiếc gối che trên đầu Giang Thành bị cướp mất, rồi anh bị đập gối tới tấp lên mặt. Tên khốn, tôi sẽ giết anh. Thi Hàm cảm thấy dùng gối đánh người thì quá tuyệt thoại. Cô ngó nghiêng tìm dao hoặc là vật nhọn nào đó đâm vài nhát cho bỏ tức. Ý định tiến chết gã đàn ông xa lạ này nảy sinh rất nhanh trong đầu cô. Giang Thành cau mày ngồi dậy, nhìn Thi Hàm đang trừng mắt hung hăng giáo giác. Nhìn quanh phòng, anh bóp trán thở dài. Thi Hàm, tôi cầu xin cô có thể để tôi ngủ thêm một lát không? Đêm qua cô đã hành tôi cả đêm, cơ thể tôi vẫn còn đau nhức, không có sức để chơi đùa với cô nữa đâu. Lời nói đầy ẩn ý của anh làm cơ thể cô cứng đơ. Cô hành hạ anh, hành kiểu gì mà cơ thể anh nhức mỏi? Cô không có bất kỳ ấn tượng nào với việc Giang Thành làm với cô tối qua. Càng suy đoán, kết quả càng đáng sợ, cô hét toáng lên. Giang Thành, tại sao lại ở đây? Anh dám đưa tôi đến khách sạn sao? Giang Thành nghĩ cô muốn cảm ơn, nên anh rộng lượng nói. Cô không cần khách sáo, chân thành cảm ơn tôi là được rồi. Chính tôi đã đưa cô đến khách sạn đấy. Chát! Một tiếng tát tai vang dội, cắt ngang lời Giang Thành, cô tát mạnh vào mặt anh. Cơn đau giúp cơn buồn ngủ của anh biến mất. Anh ngồi thẳng lưng, mắt hung ác nhìn cô, bực bội mắng. Đầu óc cô có vấn đề hay không? Tôi đã tốt bụng đưa cô đến khách sạn sau khi cô say rượu không biết trời trăng mây gió. Cô không cảm ơn thì thôi, cô còn dám đánh tôi. Nếu như hôm qua tôi không thấy kịp, cô có biết người chung khách sạn với cô đêm qua chính là lão già béo ụt ịt kia hay không? Lão béo ụt ịt sao? Khuôn mặt đầy mỡ cùng với đôi mắt hiếp dâm đảng xuất hiện trong đầu Thi Hàm. Cô rất thông minh nên đã nhanh chóng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Cô là típ người không nhớ được những hành vi xảy ra sau khi say rượu, nhưng chuyện trước đó thì nhớ rõ mười mươi. Vậy nên cô đã cúi đầu trốn tránh ánh mắt hỏi tội của anh. Cô vừa cúi đầu liền sực nhớ ra trang phục đang mặc trên người là gì. Cô không kiềm nén được nóng giận, mắng chửi rất to. Anh là đồ đê tiện bẩn thỉu không biết xấu hổ, đồ mặc người giả thú, bên ngoài bánh bao, bên trong thối nát. Giang Thành xoa xoa thái dương mệt mỏi trước các lời mắng không sáng tạo của cô. Anh hỏi, cô có ý gì? Tại sao lại chửi tôi? Tôi chăm sóc cô cả đêm, sáng sớm cô đã đền đáp lại bằng bữa sáng liên hoàn đánh và chửi là ý gì? Thi Hàm cắn môi, sắc mặt ngượng ngùng, không vẻ hùng hổ hung dữ. Cô hạ giọng nói, anh còn giả bộ không biết. Anh có thói quen cởi quần áo người khác khi chăm sóc họ sao? Phải để tôi nói toạc ra anh mới thừa nhận sao, đúng không? Khừng người mất mấy giây, anh chợt hiểu, lắc đầu giải thích. Cô ảo tưởng ghê quá. Hôm qua cô nôn khắp người, cả người tôi cũng bị dính.
Tôi đã nhờ nữ phục vụ khách sạn thay đồ cho cô đấy. Thật là nữ phục vụ khách sạn thay quần áo cho tôi chứ. Giọng anh càng ngày càng trở nên tức tối. Cô đi hỏi lễ tân là sẽ rõ ngay. Biết thế tôi đã để cô mặc nguyên quần áo chính đầy đồ nôn đi ngủ. Nếu không phải nhất thời mềm lòng, tôi cũng không hứng thú dính dáng tới cô. Con gái gì mà vừa đánh đá vừa bạo lực, ai mà thương cho nổi. Cảm động le lói được mấy giây, nghe lời chê bai của Giang Thành, cô lập tức bùng nổ. Ai bắt anh chăm sóc? Đây không hiếm lạ nhé. Giang Thành bị chọc tức tới mức không nói nổi một câu. Sao lại có người ngang ngược và vô lý như thế? Anh liếc mắt nhìn đồng hồ, đứng dậy đi vào trong phòng vệ sinh. Thi Hàm lo lắng hỏi, anh muốn làm gì? Cô thực sự muốn biết. Giang Thành quay lại thành thật hỏi. Thi Hàm lập tức ném chiếc gối trên tay về phía anh, mà cô bất giác đỏ lên. Từ buồng vệ sinh đi ra, Giang Thành lại trở về là chàng trai độc thân hoàng kim, bánh bao lịch lãm. Anh đi thẳng ra cửa, không bố thí ánh mắt nào về phía cô. Thi Hàm ngay lập tức lo lắng, vội vàng hét lớn. Nè, anh thực sự rời đi một mình sao? Cô không tìm thấy túi xách, giờ trên người không có tiền, không điện thoại, bị vứt ở đây rất phiền phức. Không lẽ cô muốn tôi ở đây tiếp tục cãi nhau với cô? Tôi không có thời gian chơi đùa với cô. Giọng anh thiếu kiên nhẫn, mắt liên tục nhìn giờ trên đồng hồ, lo lắng vì đã trễ. Thi Hàm biểu môi lẩm bẩm. Tôi tưởng anh là một người lịch lãm, không phải anh nên đưa tôi về an toàn sao? Cánh đàn ông đều vô trách nhiệm như vậy à? Giang Thành thở dài cam chịu số phận. Được rồi, tôi đậu hàng, cho cô 5 phút chỉnh trang lại bản thân. Tôi chờ bên dưới sảnh khách sạn. Anh chờ tôi dưới sảnh khách sạn là ý gì? Một người xuống trước, một người đi sau. Anh nhục nhã khi đi bên cạnh tôi sao? Giang Thành càng ngày càng đau đầu khi bị cô hành hoẹ. Việc bắt chỗ này chê bai chỗ kia, làm khó người khác đúng chuẩn với tính cách của cô. Anh đích thân đưa tiễn cô về tận cửa chung cư Thi Hàm đang ở, rồi tiếp tục ngồi taxi tới công ty. Xe của anh còn phải mang đi rửa lại toàn bộ bên trong, mùi nôn quá kinh khủng nên không thể sử dụng được. Nhìn chiếc xe đang đi xa, khóe miệng Thi Hàm nở nụ cười. Cô đứng ở cửa chung cư, nhìn dòng người qua lại, nghĩ đến ẩn sau khuôn mặt cứng nhắc của Giang Thành là sự ân cần tốt bụng. Anh cũng không phải người xấu. Chuyện bỏ mặc khách hàng rồi rời đi trước trong quán bar đã đến tai quản lý. Trưởng phòng Minh gọi điện mắng công ty, quản lý lại trách Thi Hàm. Cô sợ vì bị đền hợp đồng nên cắn răng gặp trưởng phòng Minh lần thứ hai. Đây là lỗi của cô phải tự chịu trách nhiệm. Rút kinh nghiệm từ lần trước, cô không động đến rượu. Nhưng trưởng phòng Minh cố tình lấy lý do cô không tôn trọng đối tác, ép cô uống cạn hết ly rượu này tới ly rượu khác. Cô cảm thấy bản thân mình thật xui xẻo. Đến tuần rượu thứ ba, một giọng nói đàn ông vang lên phía sau lưng. Cô lại uống rượu sao? Tửu lượng rách nát mà lần nào cũng động đến chất cồn. Ngại bản thân chưa đủ ngốc à? Nhìn vẻ mặt u ám tức giận của Giang Thành, Thi Hàm bật thốt kinh ngạc. Sao lại ở đây? Anh theo dõi tôi sao? Cô đảo mắt nhìn trang phục đơn giản trên người anh, cảm thấy dễ nhìn hơn những bộ vest cứng ngắc. Cô mắc bệnh ảo tưởng sao? Đến quán bar là tự do của tôi. Thi Hàm không biết giữa họ là định mệnh hay xui xẻo. Cô phẩy tay như đuổi ruồi. Chúng ta không quen, đừng làm như quen biết tôi. Không cần anh quan tâm chuyện của tôi. Vậy nếu tôi nói tôi quan tâm thì sao? Giang Thành lạnh lùng hỏi, ánh mắt âm u đến đáng sợ. Cuộc vui bị xen ngang giữa chừng, trưởng phòng Minh bực bội nhìn Giang Thành từ trên xuống dưới. Nhận định chỉ là một anh chàng đẹp mã gà còi, khinh thường nói, anh là ai, muốn quấy rầy chúng tôi bàn chuyện hợp tác sao? Giang Thành nhanh chóng hiểu ra lý do, anh nhướng mày nhào bán Thi Hàm. Chỉ vì công việc mà cô bán mình? Bán mình? Anh đang nói cái quái gì thế? Vô duyên, đi chỗ khác đi, không liên quan tới anh. Nói xong, Thi Hàm quay sang trưởng phòng Minh, cầm ly rượu trước mặt lên. Anh Minh, chúng ta tiếp tục thôi, tôi xin phép uống trước. Ly rượu trên tay cô đã bị giật mất ngay lúc ngửa cổ uống. Giang Thành uống cạn ly rượu dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại. Anh đặt mạnh ly rượu xuống trước mặt trưởng phòng Minh. Anh gằn giọng, nhìn cô chòng chọc. Đêm nay tất cả rượu của cô ấy sẽ do tôi uống. Thi Hàm nhìn hết nổi, giữ chặn mắng Giang Thành. Anh nói bậy bạ cái gì vậy? Tôi đã nói không cần anh quan tâm kia mà. Đấy là chuyện của cô. Chuyện của tôi đêm nay là quản lý.
không cho cô động vào rượu. Ánh mắt anh kiên định, mang theo sự sắc bén, nghiêm túc, khiến Thi Hàm run rẩy trong lòng. Trưởng phòng Minh nhìn Giang Thành, khịt mũi xem thường. Gã vẫy tay gọi phục vụ mang thêm rượu đến, rồi vỗ tay hài tiếng, chỉ vào rượu trước mặt. Nào, bây giờ anh muốn làm anh hùng, tôi cho anh cơ hội. Chỉ cần anh uống hết chỗ rượu này, tôi sẽ ký hợp đồng hôm nay. Phủ kín bàn là các ly rượu, nặng đồ cồn. Trong lòng Thi Hàm rung lên, cô níu cánh tay Giang Thành, lắp bắp nói. Nè, chuyện này không liên quan tới anh, tôi tự lo được, anh đi đi. Giang Thành lừ mắt nhìn cô. Cô biết không thể lay chuyển được tên đàn ông cứng đầu, liền quay sang mỉm cười với trưởng phòng Minh. Trưởng phòng Minh, anh ta không làm ở công ty tôi, không liên quan tới công việc tối nay. Hợp đồng là tôi phụ trách, tôi sẽ... Cô Thi Hàm thật biết nói đùa, tôi vô cớ bị thách thức. Nếu không đối chiến thì làm sao gọi là đàn ông? Ý cô là anh chàng này hối hận sao? Ông nói ai hối hận hả? Chỉ là rượu thôi, tôi sẽ uống. Giang Thành kéo Thi Hàm ra phía sau, không cho cô tới gần gã béo. Trong mắt anh không có bất kỳ tia sợ hãi nào. Thi Hàm không kịp dừng lại. Giang Thành ra tay rất nhanh, đã 4 ly vào trong bụng. Cô muốn ngăn cản, nhưng bắt gặp vẻ mặt khinh thường của trưởng phòng Minh. Cô cắn môi, không cam chịu thua cuộc. Cô có thể không cần hợp đồng này, nhưng cô không muốn Giang Thành bị người khác coi thường. Cô không ngốc nên rất dễ dàng nhận ra Giang Thành là người đang bảo vệ mình. Uống toàn bộ ly rượu trên bàn, Giang Thành vẫn rất tỉnh táo, thậm chí đứng vững không chào đảo, khiến trưởng phòng Minh không khỏi thay đổi cách nhìn. Được, đủ cứng, ngày mai tôi sẽ bảo trợ lý gửi bản hợp đồng ra công ty. Trưởng phòng Minh sảng khoái hứa hẹn, liếc mắt tán tưởng Giang Thành trước khi đi. Gã thích ngoại hình của Thi Hàm nhưng vẫn nhận ra thân phận của Giang Thành. Người trong thành phố này sống lõi đời là không ai không biết đến gia đình giàu có và có người làm chức to thuộc gia tộc Giang Thành. Thi Hàm nhìn trưởng phòng Minh bỏ đi, không kiềm nén được cười khanh khách, tay vỗ bột vào lưng Giang Thành. Anh trâu bò thật đó, uống thắng cả lão béo đó. Giang Thành cuối cùng cũng thả lỏng người ra, toàn bộ ý chí duy trì cơ thể đứng thẳng đã nhanh chóng sụp đổ. Tỉnh táo đã biến mất không thấy tăm hơi. Anh đổ sụp xuống sofa trước mắt, các cốc rượu rơi vỡ loãng xoảng. Giang Thành, Giang ngu ngốc, Giang đầu đất, Giang say xỉn. Thi Hàm túm vai anh, lắc lấy lắc để, nhưng anh hoàn toàn mê man. Thi Hàm gọi phục vụ dìu Giang Thành đặt phòng trong quán bar. Cô rất muốn móc mắt gã phục vụ, nhìn cô đầy ẩn ý. Xinh đẹp thế này mà phải chuốc say đàn ông để lên giường. Quán bar của anh có bác sĩ không? Gọi giúp tôi, tôi sợ anh ta bị ngộ độc rượu. Tuy không hài lòng trước nghi vấn của khách hàng, phục vụ vẫn phải tươi cười trả lời. Thưa cô, quán bar chúng tôi không bán rượu dở. Quý khách đây là say rượu bất tỉnh, không phải triệu chứng ngộ độc đâu. Thi Hàm boa tuyền cho anh ta, rồi quay về phía đứng bên cạnh giường với tâm trạng phức tạp. Nói không xúc động trước hành vi đêm nay của Giang Thành là nói dối. Cô rất bối rối vì nhịp tim trong lồng ngực ngày càng nhanh, lồng ngực nóng ran khác thường, điều này rất nguy hiểm. Thi Hàm vội vàng đi vào buồng tắm, lấy khăn lau mặt cho Giang Thành. Cô cần kiếm việc làm để bớt nghĩ ngợi lung tung. Khuôn mặt yên tĩnh ngủ say của Giang Thành khá đẹp trai khi không cãi tay đôi với cô. Thi Hàm bật cười trước suy nghĩ này. Cơ thể cô hơi lắc lư khi cười. Giang Thành vốn đang ngoan ngoãn nằm yên trên giường, đột nhiên vươn tay ôm lấy cổ cô. Lực tay anh lớn làm nửa thân trên của cô mất đà, ngã theo và kéo xuống. Một nụ hôn ấn mạnh vào miệng cô, mắt cô trợn to kinh hãi. Anh hôn cô hay là cô vừa hôn anh? Không đúng, vấn đề ở đây là cô bị hôn. Ai hôn ai không quan trọng, quan trọng là cô mất nụ hôn đầu khi chưa chuẩn bị kịp tinh thần. Cô chống hai tay hai bên người Giang Thành, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt, vẫn nhắm chặt mắt, cảm xúc trong lòng cô rối loạn khó tả. Sau vài giây sững người, cô hoảng hồn, vội vàng tránh thoát cánh tay đang ôm cổ Giang Thành. Dừng vài giây, cô tiện tay vả hai phát lên mặt anh, rồi vội chạy vào trong phòng tắm. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ cùng môi dưới rớm máu trong gương, tim cô đập loạn xạ như muốn phá lồng ngực, chui ra ngoài để nhảy nhót. Cô biểu môi với cô gái trong gương, chỉ trích chính mình.
Mày làm cái gì thế Thi Hàm? Đỏ mặt vì cú chạm môi quái quỷ gì chứ? Rõ ràng anh ta bất tỉnh, không có phản ứng sau khi bị ăn tát. Mọi hành vi lúc nãy đều là phản ứng vô ý thức của người say. Tại sao mày lại hoảng loạn? Uống rượu hại thân, lần sau mày sẽ không được phép động đến thứ chất cồn chết tiệt đó, nhớ chưa gái xinh? Trong khi Thi Hàm chỉ tay vào gương mắng mình xối xả, thì sau lưng đột nhiên xuất hiện thân hình cao lớn, vòng tay quắp lấy eo cô nhấc bổng lên. Cô không kịp phản ứng, trượt chân đập trán vào bề rửa tay đau đớn. Cơ thể cô nhũn ra vì đau, không có sức lực phản kháng nên nhanh chóng bị bế đi như con lợn con bị mang ra ngoài. Cô bị ném lên giường, một cơ thể đàn ông đã áp lên người cô, giữa mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với hơi thở đàn ông. Thi Hàm bị nhấn chìm hãm sâu vào dục vọng. Cô bị cởi quần áo chỉ trong vòng một nốt nhạc. Tiếng la hét cầu cứu bị chiếc lưỡi ma thuật liếm mút. Làn da nóng hổi lên bởi bàn tay có vết chai. Hơi thở trở nên nặng nề gấp gáp. Cô bị Giang Thành ăn từ đầu đến chân. Ba ly rượu uống với Trưởng Vọng Minh đã làm đầu óc cô bị hỏng. Nhanh chóng bị dẫn dắt đến một thiên đường người lớn mà 25 năm qua cô đã ngó lơ. Nếu bây giờ có ai hỏi cô cảm giác như thế nào, cô sẽ giả bộ thẹn thùng mà nói rằng nếu biết như thế cô đã sớm cua trai đẹp để ngày ngày to tí tè. Sáng ngày hôm sau, Thi Hàm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô mở mắt ra khó chịu, đầu nặng trĩu, đau như búa bổ. Ngón tay dì dì ấn lại thái dương thì chợt khựng lại, mắt trợn tròn nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Tim cô thót lại, tay cô rón rén nhấc bếp chăn lên, nhìn thân hình không mảnh vải che thân, máu dồn lên não. Đầu cô quay nghiêng người khó khăn, cảm tưởng nghe được tiếng răng rắc của xương. Quai hàm trễ xuống, nhìn bản mặt nghiêm túc, khó gần của Giang Thành đang ngủ say. Hai người họ thực sự đã như thế này sao? Ký ức rõ nét tường cảnh Full HD. Sau khi cô bị liếm mút một vòng, cô là người chủ động hôn Giang Thành. Cô đã luồn tay vào cởi áo anh. Là cô đã hớn hở vắt véo lồng ngực săn chắc màu đồng ấy. Là cô đã ngu ngốc khơi gợi ngọn lửa tình dục của một gã đã say rượu không tỉnh táo. Anh chủ động 10%, 90% còn lại là cô kích thích. Cô đã kích thích và mở cửa cho một tên say rượu làm thịt mình. Nhìn Giang Thành ăn no ngủ ngon bên cạnh, Thi Hàm vừa xấu hổ vừa tức tối, mặt cô đỏ rực. Giờ nắm đấm lên lưỡng lự, có nên tranh thủ đấm cho anh ta mấy phát. Ăn con nhà người ta rồi lại đánh lén, nghĩ sao cũng giống hành vi của kẻ sở khanh. Cuối cùng cô buông tay, siết chặt chăn, cắn môi rón rén bò xuống giường. Mình mà không chuồn nhanh, anh ta tỉnh dậy bắt mình chịu trách nhiệm thì toan. Vòng ba tròn trịa trắng mịn của Thi Hàm nhếch lên cao đầy mời gọi khi cô cúi xuống nhặt quần áo. Lèm bèm một mình, không hề biết trên giường có đôi mắt nheo lại nguy hiểm quan sát nhìn mình. Cánh cửa phòng khách sạn được đóng lại thật khẽ. Giang Thành ngồi dậy, để mặc chăn mỏng trượt xuống đất, lộ ra thân hình đầy dấu răng và vết cạo. Thật cuồng dại. Anh cúi đầu nhìn cơ thể thảm thương sau một đêm bị Thi Hàm vùi dập. Nghĩ đến cô đang chạy trốn, khóe miệng anh nhếch lên đầy gian xảo. Thời điểm anh đứng dậy, chăn rơi xuống, lộ ra vệt màu đỏ chói mắt trên ga nhầu nhĩ. Cơ thể Giang Thành cứng đờ. Cô ấy là lần đầu tiên. Ngày hôm sau là cuối tuần, không có công ty gọi điện đến trách mắng việc Thi Hàm làm quản lý Minh bỏ về lần thứ hai, không có người kỳ lạ liên lạc. Cô cảm thấy rất yên tâm. Uống rượu say và cả đêm làm chuyện người lớn đã khiến cô kiệt sức. Cô ngủ nguyên ngày, đầu óc trống rỗng, trốn tránh tất cả mọi thứ. Cô nghĩ rằng chuyện say rượu rồi lên giường với gã kia sẽ chìm vào quên lãng, chỉ là tình một đêm giữa những kẻ say rượu với nhau. Nhưng giờ tan làm, vào thứ hai tuần sau, Thi Hàm bước ra khỏi công ty. Cô đã nhìn thấy Giang Thành đứng bên đường. Nhiều đồng nghiệp nữ đi qua liên tục ngoái đầu nhìn anh rồi che miệng cười thẹn thùng. Dù sao trai đẹp cũng chính là hoa thơm hút ông bướm. Chớp mắt mấy lần xác định thật giả, suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu Thi Hàm đó là chạy trốn. Cô lẩm bẩm, hôm nay nhiều việc quá nên mình đã gặp ảo giác rồi hả trời. Giang Thành nhìn thấy Thi Hàm đang xoay người lẩn tránh, anh bước tới ngăn cản. Thi Hàm, cô sợ hãi không muốn gặp tôi sao? Thi Hàm chửi thầm trong lòng, anh là củ cải hay là củ cà rốt mà tôi phải sợ anh? Cô chậm rãi xoay người nhìn Giang Thành, khuôn mặt bình tĩnh trước nhiều ánh mắt tò mò xung quanh của đồng nghiệp. Anh Giang hiểu lầm rồi,
Tôi đột nhiên nhớ ra để quên đũa trên phòng nên muốn quay lại lấy thôi. Chạy trốn gì ở đây chứ? Giang Thành hiểu tính cách kiêu ngạo của cô. Anh tinh tế, đổi chủ đề. Tôi muốn mời cô ăn tối, không biết mình có được vinh dự này không? Thi Hàm từ chối không suy nghĩ. Xin lỗi, tôi không rảnh. Cô phải tăng ca sao? Không. Cô có hẹn với người khác à? Dù có hẹn với người khác hay không, tôi cũng không cần phải báo cáo với anh. Chỉ là một bữa cơm thôi, sao cô phải sợ chứ? Thứ nhất, tôi không sợ. Thứ hai, tôi và anh là người Dương, không cần ngồi chung bàn với nhau. Càng nói Thi Hàm càng bực tức. Cô xoay người muốn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nóng bỏng của anh. Từ sau lưng vang lên giọng nói nam tính. Thi Hàm, tôi muốn chịu trách nhiệm với cô. Giọng nói của Giang Thành khá lớn, không chỉ cô nghe rõ mà toàn bộ đồng nghiệp nãy giờ vẫn nấn ná đi chậm để nghe lén cuộc trò chuyện đều sửng sốt. Cô nhận ra hai đồng nghiệp chung phòng đứng trong đám đông. Một người giơ ngón tay cái lên với cô, một người khác thì vẫy vẫy tay như trèo người. Cô cảm thấy xấu hổ, không biết để đâu cho hết, nên đầu óc cũng trì trệ hơn thường ngày, lời nói ra không được thông qua não. Chịu trách nhiệm cái gì? Anh nói gì vậy? Đồng nghiệp tôi nghe sẽ hiểu nhầm đấy. Nếu anh muốn nói việc thanh toán thì hôm đó tôi sẽ trả lại cho anh một nửa. Không, tôi trả toàn bộ cũng được. Anh không cần phải chịu trách nhiệm gì đâu. Anh đưa số tài khoản đây, tôi chuyển tiền liền cho anh luôn. Giang Thành nhìn chăm chú khuôn mặt đỏ rực của cô, cảm thấy cô gái trước mắt thực sự khá xinh. Khi đánh đá mắng người thì không dám khen, nhưng khi ngại ngùng lại đáng yêu một cách rất kỳ lạ. Anh cười khẽ và hỏi, ý cô là tiệm phòng khách sạn? Anh nói gì vậy, im miệng đi. Thi Hàm vội vàng lao tới, bịt miệng Giang Thành, mặt đỏ rực không rõ vì tức hay xấu hổ. Giang Thành cao hơn cô rất nhiều, anh gỡ tay cô ra, thành thật nói. Nếu đúng là tiệm phòng khách sạn đêm hôm đó, cô đừng đòi thanh toán như thế, vì tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm. Tôi thực lòng muốn chịu trách nhiệm với cô, dù sao cũng là lần đầu tiên. Im miệng đi. Thi Hàm đá mạnh vào đầu gối anh, tay run run chỉ vào mặt anh, tức tới mức không nói ra lời. Giang Thành hơi lảo đảo sau cú đá, anh đứng vững tiếp tục nói. Cô có muốn thử hẹn hò với tôi không? Tôi sẽ chịu trách nhiệm và sẽ chăm sóc cô. Nụ cười tự tin của Giang Thành khiến Thi Hàm run rẩy tới mức bật cười. Nụ cười vô cùng dữ tợn, cô gằn từng chữ. Anh đừng có ảo tưởng tình một đêm là có cơ hội lên chức theo đuổi tôi đây. Tôi đây từ chối lời đề nghị, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Giận quá mất khôn là nói Thi Hàm. Cô nói xong mới giật mình nhận ra bản thân mình vừa quy kết việc say rượu loạn tính biến thành tình một đêm. Nhưng nước đã hát ra thì không thể hốt lại. Cô vội vàng quay người, chạy vụt ra đường vẫy taxi bỏ trốn khỏi hiện trường. Chuyện say rượu rồi lên giường với người khác tình một đêm không chỉ dừng lại ở đó. Không biết phóng viên ăn nò rưỡng mỡ thế nào đi ngang qua, vô tình chụp lại cảnh Giang Thành đến công ty của Thi Hàm. Kết quả một bài báo khác được lò ra ngay sau đó. Thi Hàm đọc bài báo với tiêu đề phát hiện bạn gái của viện trưởng một bệnh viện lớn là một nữ nhân viên văn phòng tầm thường, mà tức tới mức muốn giết người. Nữ nhân viên văn phòng làm sao hả? Cũng lao động bằng hai tay hai chân, kiếm tiền đúng pháp luật, có cái gì để chê chứ? Bộ là viện trưởng một bệnh viện lớn thì không có quyền hẹn hò với người không có tiền sao? Thi Hàm gầm thét trong phòng, được hai đồng nghiệp ra sức an ủi. Trưởng phòng đi qua, đập sấp tài liệu lên đầu cô. Có sức gào thét như vậy thì xử lý lượng khách hàng mới hôm nay đi. Nhờ sức nóng của viện trưởng bệnh viện nào đó mà hôm nay đơn hàng xếp lịch mua hàng tăng đột biến. Mọi người nên tranh thủ bắt lấy hợp đồng trước khi vụ này xẹp xuống đi. Thi Hàm cầm sấp tài liệu, cô ấm ức nói. Tiền kiếm trên sự đau khổ của người khác là thất đức, ế cả đời để trưởng phòng à. Tôi kết hôn rồi, không sợ ế đâu. Trưởng phòng vỗ vai Thi Hàm, nở nụ cười đầy cảm thông. Không phải chuyện hẹn hò chỉ là tin đồn sao? Sớm muộn gì phóng viên cũng sẽ đánh hơi ra việc Giang Thành hẹn hò với cô là tin tức giả. Chỉ cần có bài báo phủ nhận tin đồn này là sẽ chẳng có khách hàng nào tò mò hẹn đi xem nhà mua đất đâu. Thi Hàm nhận ra sự mỉa mai trong giọng nói của trưởng phòng. Trưởng phòng không tin một người có điều kiện về kinh tế và ngoại hình như Giang Thành sẽ phải lòng cô. Tuy trưởng phòng nghĩ đúng, nhưng cô vẫn cảm thấy bị xem thường và xúc phạm. Cô chưa gân cổ lên cãi thì chuông điện thoại đã vang lên. Là mẹ Thi Hàm gọi tới.
Cô cúi đầu xin phép trưởng phòng rồi chạy vội ra ngoài nghe điện thoại. Mở đầu câu chuyện là giọng nói chất vấn của mẹ. Khi nào con mới định dắt con rể về ra mắt? Con rể nào chứ, mẹ nói gì vậy, con không hiểu. Chị không cần phải giấu tôi xem tin tức rồi. Sắp xếp cuối tuần mang con rể về đây, cho ông bà già này xét duyệt. Dám không nghe lời thì chị biết tay tôi. Mẹ Thi Hàm sổ ra một trang dài rồi tắt máy, để lại Thi Hàm ngơ ngác trồng gió. Bố mẹ cô đã xem tin tức trên báo. Họ nghĩ cô thực sự có quan hệ yêu đương với Giang Thành sao? Trời đất, thời đại nào rồi mà ngủ với nhau một đêm là trở thành người yêu chứ? Không lẽ cô tình một đêm với 100 anh đẹp trai là có ngay và luôn 100 người yêu sao? Nhiều thế xài tới bao giờ mới hết? Do quá uất ức và cũng vì dài một lần chưa rút được kinh nghiệm xương máu, cô lại đến quán bar tìm rượu. Một lần tình cờ sẽ có lần thứ hai. Trong cơn say chến choáng, cô nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai tới gần cô, ôm cô và dìu cô ra khỏi quán bar. Cả một đêm lăn lộn qua lại trên giường với người đàn ông đó, cô thành thật khen ngợi. Anh đẹp trai, kinh nghiệm của anh rất tốt đó. Kinh nghiệm gì chứ? Đối phương khàn giọng hỏi cô. Kinh nghiệm lên giường chứ kinh nghiệm gì? Sao anh ngốc quá thế? Ồ, cô từng làm chuyện này nhiều rồi hay sao mà có thể so sánh thế? Tôi làm rồi, làm với một tên bảnh bao ẻo lả. Anh ta là đối tượng đầu tiên của tôi. Vẻ ngoài của anh ta không đến nỗi nào, nhưng kinh nghiệm lên giường khá non trẻ. Non trẻ? Cô có thể nói rõ hơn không? Đối phương nghiêm trọng hỏi. Động tác đưa đẩy chậm lại, làm cô bất mãn lắc lư. Đây, anh ta cứ chậm chạp và rề ra như anh đang làm nè. Anh ta mới đầu ba tôi mà sức bèo nhiều như người già. Thảo nào ế chồng ế chơ, không cô gái nào rước về làm chồng. Cô nhớ tên anh ta không? Tôi đọc ngược tên anh ta được luôn, sao lại không nhớ? Là Thành Giang. Giang Mai. Là Giang Mai đấy. Cô có biết tôi là ai không? Là trai đẹp mà tôi câu được ở quán bar đúng chứ? Đúng. Sau lời khẳng định là trận vùi dập không thương tiếc. Ngày hôm sau, Thi Hàm tỉnh dậy với cơ thể không mảnh vải, cùng với các vết tích trên khắp cơ thể. Cô cứng ngắc quay đầu, nhìn chằm chằm khuôn mặt đẹp trai của Giang Thành. Cô véo mạnh vào bắp đùi mình và nghiến răng kèn két. Cô nhìn giờ và ngày trên điện thoại, xác định không phải bản thân quay ngược lại quá khứ. Quay về buổi sáng, ở khách sạn hôm nào, hiện tại là sự thật. Cô lại lên giường lăn lộn với Giang Thành sau khi say rượu sao? Là một con nhỏ nhát gan vô trách nhiệm, cô liên tục chạy trốn trước khi anh tỉnh giấc. Lần này cô lại để tiền phòng trên mặt bàn kèm với tờ giấy nhắn. Tình một đêm, không hẹn ngày gặp lại. Cô cai rượu trong vòng một tuần, Giang Thành cũng không đến tìm cô sau đó, hoàn toàn đóng trọn vai trò tình một đêm. Thi Hàm cảm thấy không vui, tự lẩm bẩm một mình. Đúng là người trả tiền phòng khách sạn thì sẽ có quyền quyết định. Tin tức về việc cô và Giang Thành hẹn hò đã được xóa, không còn vết tích. Cái hẹn mang con rể về nhà ra mắt bố mẹ cũng được cô dùng lý do phải đi công tác, lừa gạt bố mẹ thành công. Tuy mọi việc xử lý ổn thỏa theo mong muốn, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không vui. Ngày thứ 8 cai rượu, cô đã không tìm được lòng mà mò đến quán bar. Dù sao một cô gái 25 tuổi xinh đẹp, hiền lành, dễ thương, không người yêu, không bạn gái thân thiết, ngoài trừ đến quán bar tò te với trai, thì có thể đi nơi nào khác. Giang Thành đến quán bar tìm người. Từ sau đêm thứ hai, anh luôn âm thầm để ý tin tức của Thi Hàm. Vừa yên lòng khi thấy cô cai rượu, không đến quán bar, thì lại nhận được tin nhắn từ gián điệp. Gián điệp cùng công ty Thi Hàm đã lén lút gửi tin tức cho anh. Cô ấy định đến quán bar đêm này để lăn giường với đàn ông giàu có đẹp trai. Sau khi nhắn tin, anh tức tốc đến quán bar quen thuộc nhưng không thấy bóng dáng cô. Anh đi tìm 4-5 quán gần xung quanh, mới tìm thấy người. Vừa vào quán bar, liếc mắt một vòng đã thấy Thư Hàm ngã nghiêng trên bàn, bên cạnh lăn lóc những vỏ chai rượu rỗng. Giang Thành bước đến giữ lại cốc rượu cô nàng đang đưa lên môi. Đừng uống nữa. Thi Hàm ném ánh mắt mơ hồ về phía Giang Thành. Đầu cô lắc lư theo tiếng nhạc. Mất một lúc lâu sau mới nhận ra là một anh đẹp trai. Đứng trước trai đẹp, mọi phòng bị của cô đều được gỡ bỏ. Anh cầm tay Giang Thành mếu máo nói. Tôi lại ngủ với đồ đáng ghét kia. Rõ ràng là tình một đêm. Sao lại dây dưa không dứt hòa như vậy chứ? Nứt cục mấy cái liền,
Thi Hàm giật cốc rượu trên tay Giang Thành, ngửa đầu đổ vào trong miệng. Cô cảm thấy chưa đủ, liền cầm chai rượu để nghiêng trên bàn tu ừng ực. Không đủ tỉnh táo để nhận biết trên bàn đã hết sạch rượu. Cô nghiêng nghiêng đầu tròn mắt, nhìn vào miệng chai, lèo nhèo nói: "Ồ, đến rượu cũng bắt nạt tôi, anh đẹp trai có thấy tôi đáng thương không?" Thi Hàm khi say rượu thường không kiểm soát được cảm xúc. Cô cầm chặt tay Giang Thành mếu máo: "Tôi ghét tôi lắm. Rõ ràng biết là tình một đêm, là một người vô cùng đáng ghét, kinh nghiệm ít ỏi. Nhưng tại sao tôi vẫn cảm thấy rất thích Tú? Tôi muốn khóc." Nước mắt nước mũi trộn vào nhau chảy xuống cằm Thi Hàm. Cô nhìn Giang Thành, nói chắc như đinh đóng cột: "Bệnh là phải chữa, mai tôi sẽ đi gặp bác sĩ." "Nhưng đồ đáng ghét kia là bác sĩ. Nếu đồ đáng ghét là bác sĩ của tôi và anh ta dùng việc công trả thù việc tư, tiêm cho tôi một mũi vào mông thì phải làm sao đây? Tôi sợ tiêm lắm, đau lắm." Càng ngày Thi Hàm càng nói linh tinh. Cuối cùng Giang Thành vừa dọa nạt vừa thuận theo cô, mới tha được con ma men ra khỏi quán bar. Bộ dạng lúc này của Thi Hàm rất thảm thương, mắt sừng húp, gò má hóp vào, mái tóc lúc nào cũng mang màu sắc tươi trẻ. Hôm nay như đồng cảm với chủ nhân mà trở nên xám ngoát, yếu xìu. Giang Thành cảm thấy đau lòng và hối hận. Anh hối hận vì đã chụp một tuần để cô có thời gian suy nghĩ và lựa chọn. Nếu biết chuyện trong khách sạn khiến cô khổ sở như thế, anh sẽ nhốt cô lại mà yêu thương cô đủ 7 ngày 6 đêm như những lời nói chịu trách nhiệm hôm trước. Đúng, Giang Thành cho cô một tuần để suy nghĩ và anh cũng dùng một tuần để xác định xong tình cảm của bản thân. Anh thích Thi Hàm, thích cô gái đành đá, chua ngoa, thích cô nàng mít ướt, thích con người hay trốn tránh hiện thực, thích kẻ nhát gan, kẻ yếu, thích dùng cái miệng nói chuyện thiếu suy nghĩ ngô nghê của cô. Tình yêu của anh chưa đậm sâu đến mức chết đi sống lại vì đối phương, nhưng anh hiểu rõ bản thân. Anh không phải người dễ rung động, càng không phải người dễ thay đổi. Một khi đã quyết định và xác định tình cảm, anh sẽ chuyên tâm chăm sóc và yêu thương cô chu đáo. Ra khỏi quán bar, Thi Hàm đòi đi lang thang, không chịu lên taxi để trở về nhà. Giang Thành cưng chiều đòi hỏi của cô. Đi bộ cũng không yên. Cô vừa đi vừa hát nghêu ngao khiến nhiều người đi bộ chỉ trỏ, chê cười. Cô như không quan tâm, cứ hát vung vẩy tay chân, rẽ loanh quanh các con ngõ. Giang Thành đi nhanh hơn, cố gắng dìu Thi Hàm sát vào trong vỉa hè. Thi Hàm tuy nhỏ con, nhưng do không tỉnh táo, quẫy đạp cơ thể rất khỏe, khiến anh vừa không dám dùng sức vì sợ cô đau, vừa cẩn thận bảo vệ cô, nên đỡ rất cực nhọc, tốn sức. Trong một lần xoay tròn bằng một chân, Thi Hàm chới với, vấp ngã dúi dùi, kéo theo cả hai người đổ chồng lên nhau. Giang Thành cuống quýt chống tay ngồi dậy, sửng sốt trước tiếng khóc vỡ hòa của Thi Hàm. Thi Hàm đang ngồi trong lòng Giang Thành khóc như một đứa trẻ, cảm tưởng đến cả con đường, viên gạch trên đường cũng đang bắt nạt cô. Trong đêm tối, đường vắng vẻ, tiếng khóc rấm rứt, ức nghẹn làm cho Giang Thành lúng túng, không biết phải làm như thế nào. Anh cuống quýt hỏi: "Đau ở đâu? Bị thương chỗ nào? Có phải trật chân không? Hay là trầy tay? Đưa đây tôi xem." "Giang Thành, sao anh lại xuất hiện ở đây?" Cái tên vừa thoát khỏi ra miệng Thi Hàm, tiếng khóc càng được như thế tăng âm lượng lên. Cô vừa khóc vừa vùng vẫy, nước mắt nước mũi đầm đìa trên mặt. "Cút! Ai khiến anh quan tâm, cút ngay! Đừng có giả mèo khóc chuột. Chúng ta là người dân, không liên quan tới nhau." "Câm miệng đi." Giang Thành bóp mạnh quai hàm của Thi Hàm. Tiếng khóc trôi tuột vào trong, không biết quá sợ hãi hay bị đau mà cô nín bặt. Nước mũi theo đà chảy xuống miệng cô nạn. Không màng thân hình cứng ngắc của Thi Hàm, Giang Thành đứng bật dậy, luồn tay vào nách cô và quẳng cô vắt ngang vai. Động tác nhanh và đơn giản như ném một cái chăn bông. Thi Hàm đấm liên tục vào lưng Giang Thành. "Tổ sư tên đẹp trai, bỏ bà xuống." "Bà không phải heo, đừng có vác bà như vậy. Con biết xấu hổ không hả? Buông bà mày ra ngay." Lời nói chuyển sang thô tục, chửi bới cả tổ tông Giang Thành. Chỉ đến khi mông cô bị đánh hai cái thật mạnh, cơ thể mới kiệt sức mà buông xuôi, rũ rượi như tàu lá chuối. Mặt Giang Thành đanh lại, anh vác theo Thi Hàm đi thẳng ra đường lớn, vẫy taxi, thô bạo ném cô vào trong xe. Cửa xe taxi đóng sầm lại, anh đọc địa chỉ cho tài xế. Thời điểm Thi Hàm tỉnh dậy là bởi tiếng chuông cửa kêu lên inh ỏi. Cô sốc chăn, chạy chân trần ra mở cửa. Bên ngoài là Giang Thành với bộ râu chưa cạo.
Anh thò chân chặn ngang cửa khi cô vội vàng đóng cửa. Thi Hàm dùng lưng đẩy cánh cửa ép nó đóng lại. Cô nghiến răng nói: anh làm gì ở đây? Dám đột nhập vào nhà dân, tôi báo cảnh sát bây giờ. Phải để tôi vào trong nhà mới có bằng chứng báo cảnh sát chứ. Mở cửa ra đi, đừng có để tôi nổi điên lên. Cứu, cứu tôi, có trộm. Thi Hàm đột nhiên la lớn, làm Giang Thành nổi giận đẩy mạnh cửa, khiến cô mất đà, ngã úp xuống đất. Anh bước vội đến, trước khi cô kịp phản ứng, đã bế cô kiểu công chúa. Dùng đúng 5 bước chân là bay tới sofa, đặt nhẹ nhàng cô xuống. Anh... Trong khi cô lắp bắp kinh hãi, anh đã kiểm tra xong cơ thể cô. Không bị thương, lần sau đừng có cố sức làm mấy chuyện vô bổ, nhớ chưa? Anh búng vào trán cô rồi đứng dậy đi ra cửa, cúi người xách một túi gì đó đi vào trong bếp. Từ bếp vọng ra giọng nói đều đều, lãnh đạm của Giang Thành. Tôi đi đổ rác, quên cầm theo chìa khóa, nên đành phải bấm chuông, làm cô tỉnh ngủ, tôi xin lỗi. Anh xin lỗi ai thế? Thi Hàm hốt hoảng nhìn xung quanh, xác định lần nữa đây chắc chắn là nhà cô. Cô vội vàng chạy trong bếp, tìm kiếm cô gái trong lời nói của Giang Thành. Trong bếp chỉ có một mình anh với bữa sáng nóng hổi trên bàn. Giang Thành thúc giục: đi đánh răng rồi ra ăn sáng, hôm nay ăn tạm thức ăn ngoài. Trong tủ lạnh nhà cô không có bất cứ thứ gì nấu được, ngay cả cọng hành hay quả trứng cũng chẳng có. Thi Hàm ngơ ngác đứng ở cửa, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì cả. Giang Thành như đọc ra suy nghĩ của cô, anh bất đắc dĩ phải giải thích: đêm qua cô uống rượu say, nằm ngủ trên vỉa hè, tôi đi ngang qua thấy tội nghiệp nên đưa về nhà giúp. Do đêm muộn không có taxi nên ngủ tạm cùng với cô trên giường. Sáng nay tôi đã dọn dẹp qua nhà cửa, bỏ quần áo bẩn vào máy giặt, vứt rác giúp cô, tiện thể mua luôn bữa sáng. Lúc ra ngoài vứt rác, tôi không cầm theo chìa khóa nên bị đóng sập lại. Tôi đành phải ấn chuông cửa, đánh thức cô. Lượng thông tin quá lớn, Thi Hàm chỉ biết há hốc miệng đứng nghe. Giang Thành bước tới, hơi cúi đầu từ từ áp sát. Khuôn miệng anh cách cô 3cm thì dừng lại. Hơi thở của anh rất nặng nề, cô ngửi được mùi kem đánh răng, hương dầu yêu thích của bản thân. Anh lùi ra phía sau một bước, xoa xoa đầu cô và nói: sáng nay tôi có lịch phẫu thuật nên không thể ăn sáng cùng với cô. Ngoan ngoãn, ăn hết đồ ăn đi. Anh véo vào khuôn mặt cứng ngắc của cô, sau đó rời đi dứt khoát. Cửa nhà hàng đóng lại, căn phòng kín không có gió, nhưng Thi Hàm cảm thấy bản thân đang phất phơ trong gió. Những chuyện xảy ra tiếp theo trong ngày càng khó kiểm soát hơn. Giữa giờ làm, Thi Hàm nhận được bó hoa hồng xanh với tấm thiệp ghi tên Giang Thành. Hai đồng nghiệp cùng phòng ghen tị đỏ mắt, bắt cô phải khao bữa trưa vì dám có người yêu đẹp trai mà không giới thiệu. Thi Hàm la hét phản đối: tôi và anh ta không có yêu nhau, chúng tôi không phải một đôi. Mắt hai người bị mù rồi mới nghĩ chúng tôi là một đôi. Để nhanh chóng kiếm được bạn trai, dùng người yêu đè bẹp các tin đồn sai sự thật với Giang Thành, tối hôm đó cô rủ hai đồng nghiệp đến quán bar để tìm đàn ông. Hai đồng nghiệp cùng phòng vui vẻ đồng ý, trạc tuổi nhau và chưa một mảnh tình vắt vai. Ba cô gái ăn diện đến quán bar ngay tối hôm đó. Nhưng không hiểu sao Giang Thành lại đúng giờ xuất hiện ở quán bar. Thi Hàm không hề biết kẻ bán đứng cô là người bạn thân bên cạnh. Một tin nhắn đã được gửi đến Giang Thành trước khi tan làm: anh nên giám sát khống chế cuộc sống thiếu đàn ông của Thi Hàm. Tối nay cô ấy muốn tìm tình một đêm. Làm ơn hãy nhốt cô ấy lại, giải cứu trai đẹp trong quán bar. Giang Thành lịch lãm chào hỏi cô và hai đồng nghiệp: tôi có thể ngồi cùng với ba người đẹp không? Vốn là tôi hẹn với đám bạn thân tối nay đến đây, nhưng mà sát giờ tụi nó lại báo bận, một mình uống rượu sẽ rất cô độc. Ba người đẹp cho phép tôi được mời rượu chứ? Hai đồng nghiệp hớn hở nói: được được được, anh Giang không cần phải khách sáo đâu. Uống rượu một mình rất cô đơn, anh Giang Thành ngồi đây đi. Thi Hàm, cô dịch vào trong một chút để chừa chỗ cho anh Giang Thành đi. Thi Hàm trợn mắt nhìn hai kẻ xâm xoe, cắn răng dịch người lùi lại. Giang Thành ngồi xuống cạnh bên cô, cố tình kề chân anh vào đùi cô thật gần. Lớp vải chất lượng cọ lên phần đùi trắng của cô, tạo cảm giác màng mát khó tả. Cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, quyết định sẽ không chú ý tới anh, phải tập trung vào mục đích tìm đàn ông đẹp trai. Với 6 múi cơ bụng đêm nay của cô, cô coi Giang Thành là không khí, nghiêng đầu vô tư bình phẩm đàn ông, đi một mình với hai đồng nghiệp. Ánh mắt nóng bỏng như muốn thiêu rụi cả người cô,
Cảm giác này làm cho cô cảm thấy phấn khích, càng làm lơ Giang Thành hơn nữa. Thi Hàm không sao quên được chuyện bất kỳ anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cô cũng bị Giang Thành nhẫn tâm chê bai. Thi Hàm víu tay đồng nghiệp chỉ trích anh. Bà coi nè, anh ta có thù với đàn ông hay sao đó. Đẹp trai thì bảo gay, cơ thể vạm vỡ thì bảo là tiêm silicone. Nói thử coi có phải thẩm mỹ của anh ta không phù hợp ngồi đây nói chuyện với chúng ta không? Mặt đồng nghiệp trắng bệch, mắt lấm lét nhìn sang Giang Thành. Anh ta là viện trưởng của một bệnh viện trung tâm thành phố, là người đàn ông độc thân hoàng kim mà có triệu thiếu nữ muốn được gả cho anh. Vậy mà Thi Hàm mắt cao hơn đầu, chê bai thẳng thừng như thế. Cô không ngại nhưng làm đồng nghiệp cô rất xấu hổ, có biết không chứ? Giang Thành là đàn ông nên chê bai toàn bộ đàn ông tốt trong mắt Thi Hàm là chuyện rất bình thường, có hiểu không? Đồng nghiệp muốn lắc tỉnh Thi Hàm để nhắc nhở cô. Giang Thành thích Thi Hàm nhưng đồng nghiệp không dám, chỉ trầm mặt đóng giả như khúc gỗ. Giang Thành nhấn mạnh đĩa thuốc trong tay xuống bàn, hờ hững nói: thẩm mỹ của cô tệ hại thật đấy, mặt hàng đấy mà cũng kích động. Thi Hàm ức chế suốt từ nãy vì luôn bị Giang Thành chặn họng. Cô uống cạn cốc rượu như trút giận. Cái gì mà mặc hàng? Tôi đâu có ép anh ngồi đây. Tôi thích mỗi người thế nào liên quan gì tới anh? Cái đồ... Lời mắng chửi nghẹn ngang vì đồng nghiệp bất ngờ đứng dậy, đi nhanh lên sàn nhảy, biến mất trong bài hát bốc lửa sôi động. Hiện tại chỉ còn hai người nên Thi Hàm chớp mắt với Giang Thành, miệng ngậm tâm, không dám hó hé thêm câu nào. Tay cô mong men đến gần chai rượu, dự định mượn rượu để nâng cao tinh thần, chứ ánh mắt đầy lửa giận của Giang Thành sắp thiêu cháy người cô. Giang Thành giật chai rượu trên tay Thi Hàm, rót rượu cho hai người. Miệng mồm sao lại câm như hến rồi? Dùng ngón trỏ chọc chọc cốc rượu trước mặt, Thi Hàm vụng trộn quan sát sắc mặt người bên cạnh. Khuôn mặt đẹp trai không góc chết, sắc mặt không thấy tức giận hay hung dữ. Cô yên tâm đảo mắt về sàn nhảy, tiếp tục tìm kiếm đối tượng. Tuy nhiên chưa đến một phút, cô đã quay sang nói rõ: tôi không biết anh gửi hoa cho tôi là có ý gì. Tôi không thích. Không cần. Tôi hy vọng anh đừng làm ra hành động kỳ quái đó, kể cả việc tối nay cùng thấy. Anh đang hành động khác với con người anh đấy. Chúng ta là người dân, không có liên quan tới nhau. Anh làm ơn đừng can dự vào cuộc sống của tôi có được không? Không. Tôi phải chịu trách nhiệm với em. Em không thích hoa, tôi sẽ không gửi tặng hoa. Tôi sẽ làm theo mọi yêu cầu và mong muốn của em. Hiện tại em cần tìm đàn ông, tôi sẽ giúp em kiểm tra chất lượng. Giang Thành thay đổi cách xưng hô rất thuận miệng. Anh khùng rồi. Thi Hàm rít lên tức tối, đổi lại là nụ cười tự tin cùng ánh mắt lạnh lẽo của Giang Thành. Cô hít vào vài lần để bình ổn biểu cảm trên mặt, không thể lúc nào cũng bị anh điều khiển cảm xúc. Cô chuyển chỗ ngồi, chọn vị trí cách xa anh nhất để không phải hứng chịu áp lực tỏa ra từ con người lạnh lẽo ấy. Trong ánh đèn xoay tròn giữa tiếng bass dồn dập, bề ngoài của Thi Hàm khi im lặng rất thu hút ánh mắt săn mồi xung quanh. Cô nổi bật trong chiếc váy body ngắn trên đùi, dáng người tròn trịa căng đầy giữa sóng. Cô dùng hai tay cầm cốc rượu, mắt đảo loạn nhìn quanh như kẻ ngốc lần đầu đến chốn đầy thị phi. Đúng là một bông hoa ngây thơ, đầy mật ngọt, dễ hút ong bướm. Đặc biệt là cô và Giang Thành ngồi cùng lô ghế, như vị trí xa nhau, chẳng ai nghĩ hai người lại là một cặp với khoảng cách ấy. Người đẹp, uống với anh một ly rượu nhé. Một người đổ xuống chùm lên cơ thể Thi Hàm. Là một người đàn ông trẹt tuổi 30, với thân hình vạm vỡ, cơ bắp chắc khỏe. Gã ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt gã dán chặt vào vùng da thịt trắng mịn, lộ ra của Thi Hàm. Đến quán bar hơn một tiếng đồng hồ, mãi mới có một người tinh ý nhận ra vẻ hấp dẫn của mình. Thi Hàm lớn mật cầm cốc rượu hộ phách từ tay người đàn ông lạ mặt. Cô chạm cốc, cười khanh khách uống một hơi. Cô sẽ không nói tóc sau gáy cô đã dựng hết lên bởi ánh mắt giết người bắn ra từ ai đó. Thứ quá đáng sợ là chỉ cần quên nó đi, coi nó là không khí thì sẽ bình yên. Người đàn ông thấy con muội uống cạn rượu, hài lòng khoác tay lên thành ghế sau lưng. Tư thế này gần như là ôm trọn người Thi Hàm. Hai người châu đầu trò chuyện rôm rã, coi kẻ đối diện như không tồn tại. Anh là thầy dạy gym, sao cơ bắp lại đẹp như vậy? Thi Hàm nhìn như bị thôi miên vào cơ ngực của người đàn ông. Cô nghĩ nếu nhận một cú đấm từ người đàn ông này, đảm bảo nạn nhân không gãy mũi thì cũng gãy hết răng.
Tôi chỉ là thầy dạy bơi thôi. Cô thấy cơ thể tôi đẹp thật sao? Cô thích thì cứ sờ đi, tôi không ngại đâu. Theo lời mời gọi đầy dụ hoặc, Thi Hàm híp mắt, nắng bóp cơ bắp cuồn cuộn trên tay người đàn ông mà không nhận ra eo mình đã bị một bàn tay to lớn đang vuốt ve. DJ đổi nhạc, người đàn ông dùng một tay gần như nhấc bổng người Thi Hàm lên, nghiêng đầu mời cô một điệu nhảy. Cô bất ngờ ôm chặt lấy gã, cười khúc khích nhận lời. Cô muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt như muốn giết người kia. Hai người tình tứ ôm nhau lên sàn nhảy, điên cuồng uốn éo theo những âm thanh đinh tai nhức óc. Giang Thành châm điếu thuốc mới, rít mạnh và ngã lưng ra ghế. Bộ dáng của anh lúc này khác hoàn toàn hình tượng ban nãy, vẻ tri thức nghiêm khắc, lãnh đạm đã bị thay thế bằng vẻ lưu manh, đểu giả, pha chút hùng ác, nham hiểm. Lúc này Thi Hàm bắt đầu cảm thấy đầu óc hơi mờ mịt, mắt hoa lên các bóng mờ chồng chéo. Rõ ràng lượng rượu cô uống vào không bằng thường ngày, tại sao cảm giác say chến choáng nhanh đến như thế? Hôm cô đột nhiên bị vò nắng thô bạo. Cô khẽ rên lên, tiếng rên nỉ non ướt át trong tiếng nhạc đinh tai. Trong vô thức, cô kéo bàn tay xa lạ dịch chuyển lên trên eo, cặp đùi không ngừng chuyển động theo nhạc. Dù say, nhưng bản năng phân rõ giới hạn của sự đụng chạm da thịt vẫn giữ cho đầu óc cô thanh tĩnh. Bàn tay to lớn bị kéo ra khỏi eo Thi Hàm, tiếng la hét xung quanh đầy phấn khích đâm vào màng nhĩ khiến đầu óc cô trở nên tỉnh táo. Cô dụi dụi mắt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Mọi người dạt ra vây thành hình tròn ngay giữa trung tâm. Giang Thành đè người đàn ông vạm vỡ xuống đất, đấm liên tục vào mặt gã. Người đàn ông bên dưới giây phút bất ngờ nhanh chóng gầm lên, giận dữ trả đòn. Quán bar say rượu đánh nhau tranh ghệ là chuyện bình thường. Mọi người huýt sáo cổ vũ, rú lên sung sướng. Chẳng cần biết lý do tranh chấp, chẳng cần biết ai thua, ai thắng. Uống rượu hay đánh nhau tới quán bar chỉ là một trong các hoạt động làm nóng người mà thôi. Bảo vệ chạy vào tách hai người ra. Giang Thành hất cánh tay ngăn cản. Anh thở phì phò đứng dậy, đôi mắt đỏ quạch. Cho biết đánh chưa đã. Mặt người đàn ông thâm tím bầm dập, bên tai chảy máu. Không ai nghĩ một người có vẻ ngoài điển trai như diễn viên, có thân hình như người mẫu, lại có thân thủ nhanh nhẹn và ra đòn hiểm độc đến thế. Giang Thành làm bác sĩ nên biết rõ nơi nào trên cơ thể đánh đâu, tổn thương lớn, nhưng nhìn bề ngoài vết thương rất nhẹ. Bảo vệ mời hai người lên tầng, chủ quán muốn gặp riêng. Giang Thành không trả lời, quay đầu tìm kiếm. Anh bước đến kéo Thi Hàm đang co rúm, nấp sau mọi người. Anh ra lệnh cho bảo vệ. Dẫn đường đi. Vì phút bốc đồng trẻ con mà dần đến đánh nhau, Thi Hàm hơi sợ, cuông cuốc như con chó nhỏ đi theo chủ nhân. Người đàn ông bị đánh kia không dám phản kháng. Những người bảo vệ quán bar luôn là đầu gấu, gã không muốn dây vào các thành phần bất lương. Bảo vệ dẫn ba người đi dọc một hành lang tối đen, đến trước cửa một căn phòng. Từ trong phòng vọng ra tiếng mắng chửi thô tục. Mang bọn nó vào đây, để ông xem đứa nào dám đến phá quán ông. Cửa phòng bị bảo vệ đẩy ra, tiếng quát ngưng bặt, đổi sang giọng giả cười lấy lòng. Ôi trời, anh Giang Thành, sao anh đến mà không báo trước để tôi đón tiếp chứ? Người lên tiếng là một gã râu quài nón, gương mặt bặm trợn thô kệch, gã lừa mắt nhìn bảo vệ. Lũ ngu ngốc chúng mày còn đứng ở đó, không nhanh mang rượu lên mời khách quý đi. Giang Thành ngồi phịch xuống sofa, lừa mắt nhìn Thi Hàm, cô nàng dẫu miệng phản kháng nhưng vẫn mon men ngồi xuống bên cạnh. Anh đẩy hai đùi trắng nõn của cô khép lại, rồi mới ngẩng đầu nhìn gã râu quai nón. Nghe nói ông muốn gặp tôi. Sau khi hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện, gã râu quai nón cười nịnh nọt, xin lỗi vì hiểu lầm và bác đàn em cúi đầu nhận lỗi, rồi lôi người đàn ông bị đánh bầm dập ra ngoài xử lý. Chỉ bằng việc vừa nhìn thấy mặt Giang Thành, chủ quán đã nhận ra anh có thân phận gì là đủ hiểu, chuyện này sẽ được giải quyết đâu vào đấy. Ai có mắt không trồng, không muốn kiếm tiền ở thành phố này thì mới dám động đến người nhà họ Giang. Giải quyết xong vụ hồ mạo, Thi Hàm vừa thêm hiểu biết về thân phận của Giang Thành, vừa không còn tâm trí tìm đàn ông đẹp trai để hưởng thụ nữa. Cô nhục chí đòi về. Giang Thành lái xe đưa cô về tận nhà. Cô nhìn thấy anh cùng xuống xe theo mình, liền mệt mỏi hỏi. Anh còn muốn gì nữa? Nhà tôi không có trà, không cà phê để tiếp khách đâu.
Giang Thành nhíu mày không hài lòng. Vậy bình thường em uống gì ở nhà? Uống nước lọc. Thi Hàm trả lời hùng hồn. Em không chuẩn bị rượu khi đãi khách ăn cơm sao? Giang Thành điềm tĩnh hỏi. Anh từng qua đêm tại nhà cô nên hiểu rõ trong nhà có những thứ gì. Rượu thì có nhưng... Tôi vừa cứu em khỏi một tên yêu râu xanh, muốn giở trò đồi bại với em. Ngay cả một ly nước lọc cũng không thể mời tôi sao? Vừa lái xe một chặng đường dài tôi khá mệt. Muốn ngồi nghỉ vài phút mới có sức lực lái xe trở về. Em tuyệt tình tới mức để tôi lập tức rời đi hả? Mong muốn của anh quá chính đáng, Thi Hàm cũng không thể phủ nhận. Việc anh kéo cô rời khỏi người đàn ông cơ bắp là giúp cô. Lúc đó, rượu uống não, cô chẳng rõ tại sao bản thân mình lại bốc động, hiếu thắng đến như thế. Không, anh phải hứa là uống xong cốc nước rồi rời khỏi nhà tôi ngay lập tức. Giang Thành đáp lại bằng nụ cười chính trực. Đến khi vào nhà, anh quen đường quen lối, tự rót một ly nước và ngồi lên sofa. Anh mỉm cười tốt bụng nhắc nhở cô. Người em toàn mùi rượu thôi. Em cứ đi tắm, thay quần áo khác cho thoải mái đi. Không cần khách sáo với tôi. Tôi uống nước xong sẽ lập tức rời đi. Thi Hàm bị nụ cười đẹp trai quyến rũ lừa gạt. Cô nghe lời mơ màng về phòng, tắm rửa sơ qua và thay chiếc váy ngủ kiểu dáng đơn giản. Thời điểm quay ra phòng khách, sững sờ trước chai rượu quý được đặt trên bàn. Cô nhào tới bên cạnh, cầm chai rượu mà lòng đau như tắt. Trời ơi, chai rượu đắt tiền của tôi. Sao anh dám khui nó ra khi chưa được phép hả? Rượu này rất quý sao? Hay là nó có ý nghĩa đặc biệt khác với em? Thi Hàm đau khổ nói. Tôi mất cả tháng lương để mua chai rượu này đấy. Tôi muốn cùng với người yêu uống nó vào một đêm trăng tròn. Anh ấy sẽ nói yêu tôi, thương tôi. Hai người cùng uống loại rượu này, cùng nếm trải cảm giác lâng lâng khi kết hợp với nhau. Trời đất ơi, chai rượu đắt tiền của tôi. Tình huống lãng mạn của tôi. Em có người yêu rồi à? Khi nào có thì sẽ uống rượu chung. Có được không? Anh dám ý kiến à? Giang Thành cố nén cười trước giọng giận dỗi của cô. Anh thở dài. Tình huống đó thật lãng mạn, nhưng tôi phải nói thật cho em biết. Đây là rượu giả. Em bị người bán lừa rồi đấy. Không thể. Tôi mua rượu của người quen, họ không thể lừa tôi đâu. Gia đình tôi có rất nhiều loại rượu quý. Từ nhỏ đã được tiếp xúc với đủ loại rượu khác nhau, nên việc phân biệt thật giả cũng có chút kinh nghiệm. Đây thực sự là rượu giả, không phải loại rượu pha chế độc hại, mà là rượu ít tuổi hơn số liệu ghi trên chai. Người rành rượu uống nó sẽ cảm thấy bị lừa gạt đấy. Thi Hàm nhìn anh chăm chú, mắt cô tràn đầy chữ. Anh lừa tôi, những kẻ đẹp trai đều không đáng tin. Nếu không tin tưởng kinh nghiệm của tôi thì em có thể thử. Thử bằng cách nào? Tôi đâu phải là chuyên gia về rượu chứ. Thật hay giả, uống là biết thôi. Giang Thành vừa nói vừa làm. Anh rót rượu ra cốc, đưa lên môi Thi Hàm. Trước khi cô kịp phản ứng, đẩy cốc rượu ra, anh đã dịu dàng động viên. Em sợ gì chứ, đây là nhà em, là địa bàn của em, uống chút rượu cũng đâu có vấn đề gì phải không? Nếu mệt thì lên giường ngủ là được rồi. Thi Hàm bị đôi mắt nặng trĩu của anh thôi miên. Cô uống cạn cốc rượu ít tuổi vào bụng. Đầu óc khôn ngoan của cô như đã đi vắng, hoàn toàn không nghĩ ra là rượu thật hay giả cũng là của cô. Liên quan cái quái gì đến Giang Thành mà cô phải thử rượu để chứng minh lời anh nói. Hậu quả của giây phút ngu ngốc là một cốc rượu cũng đủ đánh gục cô. Rượu ít tuổi hay nhiều tuổi đều có tác dụng với kẻ tửu lượng kém. Trong cơn say bồng bềnh, Thi Hàm luôn có cảm giác cơ thể mình như con thuyền nằm trên nước, bị gió sóng đánh tới tấp, dập dìu theo làn nước nóng ấm. Cô không rõ Giang Thành rời đi lúc nào, chẳng nhớ bản thân tự ngủ ra sao. Chỉ biết cơ thể bị lật qua lật lại cả đêm, vừa đau vừa sung sướng. Hóa ra uống rượu giả xong, cơ thể lại phong phú cảm giác đến thế. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo, được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh YouTube Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày vui vẻ.